Thảo. Ba vô nghỉ xíu rồi chiều đã về, chiều đã xuống. Con riếp nó toàn con riếp công ty, con riếp chịu nổi rồi kìa. Tấm cái gấp nó đây Dung. Con mua cái chưa mở hả? Con cái đó là sao? Tấm cái gấp nó đây Dung. Tấm cái gấp thì mở cho chị em, đứng tấm mạnh. Đừng xuống này Dung đi làm chứ. Con đang bạo lực cũng nói cái gì không cái tộn hỏi thích. Không biết đã tộn được ai chưa chứ nghe. Hello, hello chị Ly nha. Hello, hello. Sao chưa để ý cái chị Mỹ Anh Vương nè, hai lần ấy rồi đó. Ghi lê, áo phao ghi lê à, chị phao ghi lê là 135.000. Hú 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 gì. Rồi, hello cả nhà nha, lên nha. Phao ghi lê đằng sau là 135.000. Dĩ Huyễn. Chúc đơn cái Dĩ Huyễn. Hả? Chị nó chỉ lên giấy bao nhiêu người hỏi cuối cùng là kêu nhận người rồi cuối cùng chỉ cái chị lên không được. Những này ăn no làm gì cho nó mệt những người. Rồi Nguyên lên nha. Mấy màu à? Lá gì cái à? Mấy màu màu gì ta? Màu đen, màu kem. Đen, màu kem, màu gì nữa. Nguyệt Lê chị chốt quần đùi giả vái hôm trước bảo đến nay chưa thấy gửi. Chị Nguyệt Lê mà ghé nó có đơn không? Chứ còn đơn cầu thang chứ. Trưa nay Nguyễn Thất cùng Nguyên, ok luôn. Nguyệt Lê như vậy là cho mớ. Chứ còn. Còn. Trưa nay Nguyễn Thất cùng em. Rồi lên nè. Cái gì cũng đẹp trời ơi. Cái rì nó cũng đẹp. Cái một cái điện thoại đã đỏ Dung. Điện thoại hồng của chị Dung. Đâu không Dung? Đâu rồi. Rồi. Hồi nãy chị cầm đi mà. Không phải. Nó anh tình trong cái vỏ đỏ của chị. Nó anh tình lấy trong cái vỏ đỏ của chị. Ghi lê kem. À đơn chị đi chưa hả? Từ từ. Có đỏ lấy đỏ không có đỏ. Chị Bùi Khuyết như là đi đơn rồi. Trên cầu thang. Rồi Nguyên lên nha. Không có đỏ, màu kem à, màu này. Màu này nè. Còn màu đen chị. Đây. Cái này thì đã like qua rồi còn mấy cái. Cái mặt còn không còn. Còn sau lưng là màu bò bò đi. Sao màu bò, màu cây với màu đen. Ba màu. Kêu là màu bò đi. Cứ kêu là màu bò đi. Có lên cọc tay chứ. Còn luôn. Rồi Nguyên lên nha, lên trễ quá. Màu dưới là màu bò. Bọc cái này đi màu này cho chị Ly. Phạm Thị Ly. Rồi lên ok màu bò, Nguyên lên nha. À, rồi ok. Kiểm tra thì cái nắng có đỏ không em luôn. Nghỉ một ngày là như thế này đây. Cứ nghỉ một ngày. Trưa hôm qua không lay. Trưa hôm qua không lay. Tối không lay, nghỉ ra một ngày. Từ từ chờ em xíu em mang có. Em mang rẻ mà, đẹp. Chưa in sao ra được. Ui cắn nè không. Cái này từ mà mở gà đấy ra chưa. Ôi trời đấy, chưa được chưa, có đèn đỏ chưa đỏ rồi. Đỏ rồi. Đỏ rồi.
Rồi, ra mới cây tiếp mà. Đó, ra rồi đó. Rồi nguyên lên nha. Ok, rồi lên bán nặng hết mấy cái này để chị em mình nè. Ok, chị lấy tay. Chị đi cho đơn, chị đơn đi này. Tiếp cái này đi đây. Tiếp cái này cho đi đơn đi. Rồi bán tặng hết đã nè. 10 phút bán tặng nhé. Đúng 10 phút bán tặng nhé. Mã đầu tiên 10 phút bán tặng. Chốt cho chị nào chia sẻ nè. Màu đen em hết rồi. Hết đen rồi chị ơi. Hết đen rồi. Kiểm tra thử là chia sẻ chưa nha. Rồi cho nguyên nè. Mã đầu tiên. Cái này là quần giãn chéo nhé chị em nữa. 40, 60 gì mà ăn được hết á. 40, 57. Tặng 19.000 luôn. Tặng 19.000 quần giãn chéo em hai đi chị em mình. 55, 59.000 chị em mình nhìn chắc nè. À đúng rồi. Cái này không phải. Đây. Cái này là bị vẹt mực. Cái này không tính tiền. Cái này không tính tiền nha. Bị vẹt mực rồi chị em mình nè. Đây, đây là nhà Nguyên Lộc ra cho Nguyên con này á. Bị một vẹt mực. Không, không bán 19 nha. Nha, lên mã không đồng thôi. Lên mã không đồng thôi. Cái này bị vẹt mực đây. Bị một vẹt mực đấy. Bị một vẹt mực đấy. Chốt một quần anh. Quần riêng hãng cho chị Nguyễn Ngân. Quần riêng hãng chốt đường cái không đi đâu. Thế sao đấy? Con này hàng 115 này, con này siêu đẹp. Em đi chị em con này 69.000. Comment mã xịn cho Nguyên nhé. 69.000, con này đẹp quá đẹp luôn. Trong mã 69.000 hàng 115 này. Size 52 đổ về chị em chúc đẹp. Lên mã tặng 69 hàng hàng 115. Chúc mã 69 cho Nguyên là được cái dạ mình ơi. Comment mã 69. Rồi lên luôn dụng mã này. Một con váy lanh size 39.000 này. Váy lanh size 52. Chị ơi, đến lúc lấy đơn rồi chị báo qua giùm em chứ còn trên line cũng không xử lý được. Quần 69 cho chị Phạm Thị Ly. Cái này tặng thôi. Cái này bán tặng thôi. Cái này bán tặng nhá. Chị ơi, em nói nè, hàng ấy gì chị nhắn qua cho em lúc chút đơn ấy. Chứ còn trên line em cũng không, giờ không thể nào xử lý được cái đơn của chị nào hết á. Cho Nguyên con này nhá. Hay nhận hàng cho dễ mình kiểm tra hàng, cảm thấy ấy dễ mình bỏ lại nhá. Cho Nguyên con này. Comment mã váy cho Nguyên nhá. Đi dễ mình 19k luôn. Comment mã váy 19k cho Nguyên là được. Nha, đi nhanh 10 phút cái dễ mình để lên hàng. Thành Nguyễn cuối cùng chốt một mớ hàng. Chốt hai áo tung tay dài 69 trước bão. Cũng đọc tên rồi không thấy ship. Chị Nguyễn thì Bích Thảo có đơn không? Nguyễn thì Bích Thảo. Kiểm tra thử. Chị gì ta? Chị Nguyễn Hạnh đi chốt một mớ cuối cùng cho thông tin gì hết. Đây là nên là nhà Nguyên hai bảo dẻ mà nó cho hẳn thông tin trên line. Mua mớ không có thông tin gì hết. Mắc tốn thời gian. Lai đi lai về. Ta dành cho bé nhà mình 23kg đổ về. Váy cho cô Thu Hà 23kg đổ về nhá. Chốt mã này lên luôn dùng mã thỏ cho ngờ được. Bán tặng luôn trẻ mình bộ này luôn. 35.000. Tặng bộ thỏ 35. Size 23 được ấy. Tặng bộ thỏ 20. 35.000. Nha, size 223 là được. Đây mã bộ thỏ cho Nguyên là được. Bộ thỏ cho Nguyên là được. Hai bộ cùng size nhá. Hai bộ cùng size cứ lên bộ thỏ cho Nguyên là ok nha. Cứ lên bộ thỏ cho Nguyên là ok. Đi trẻ mình bộ này giá lên trẻ mình là 35.000. 35.000. 35.000 nhé. Chúc lên cho các chia sẻ cho chị em mình. Thỏ xanh cho chị Diễm Nguyễn. Lên chia sẻ chúc lên cho các chia sẻ nhé. Hai cái này hai cái quần legging cho bé con này em đang bán 90.000 hai con này. Size 3. 90.000 hai con nhé. Đi, đang đi size 3. Ở 35 luôn em, 35.000 luôn. À cho Nguyên con này. Đây luôn trẻ mình 30. Dạ, từ từ đi nghe bạn. 35.000 ba lấy đồ chưa? Dạ. 35.000 nhé. Cái này 35.000 một cái. Lên mã 72 cái. Mà chính ra là hàng này cũng đang đi 55.000 cái. Con này hàng tàu nhé dẻ mình ơi. Hàng xưởng thì nó rẻ hơn. Con này hàng Quảng Châu nhé. Cho chị Châu Mỹ Trang. Cho Nguyên con này lên mã quần lắc kim. Trăng tuyết với miếng lao trăng. Không thấy ta. Trăng tuyết làm gì. Đâu có trăng tuyết. Của chị là trăng đuổi. Của chị Ly là trăng đuổi. Cho Nguyên con này 70.000 hai con. Của chị Ly là trăng đuổi nha. Trăng đuổi không phải trăng tuyết. Rồi lên luôn dùng Nguyên con này. Con này bị dơ nè. Lên luôn dùng nguyên con này. Con này bị dơ nhá. Cái này không tính tiền luôn. Size 48-50. Size 48 70.000 hai cái đây. 70.000 hai cái cho chị Nguyễn Như. Đây này chị em mình nè.
thì dơ xíu nè, lên luôn dùng mã tặng váy thôi, cái này không tính tiền nhá, tặng váy thôi, sao dễ mình mang nhà mà. Đây đây chị Nguyễn Hoa này, không phải phải không? Đây nè, Nguyễn Hoa này có địa chỉ, có số điện thoại luôn nè. Thành phần bom nè, à, không để tại vì nhà Nguyễn Hoa nhiều á. Tháng 4 một đơn, tháng 4 đã có một đơn rồi, cũng không cho thông tin gì, gọi miết không nghe máy, đọc không rep. Đây và đây là đơn thứ hai, Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa nè. Bói tặng cho chị Phạm Thị Ly. Đây, đây đây cái này sẵn nè. Cái này sẵn bỏ cho chị Ly luôn nè. Sẵn bỏ chị Ly luôn đi. Rồi nhé, đây con hai con váy nữa nè. Hai con váy nữa nè. Hai con váy lanh. Không phải, không phải váy lanh. Bộ lanh dài size 50. Bộ lanh dài size 50 có hai bộ. Bộ lanh dài size 50. Nhà em đang chốt với chị ơi. Bộ lanh dài size 50 nhé. Chị nào lấy bộ lanh dài size 50. Quần dài nhá, áo tay cọc và quần dài nhé chị em mình ơi. Em bán tặng luôn. Bộ này em đang sale 59k đúng không? Em đi 45k luôn. Giá là giá sale 59, em đi bộ lanh này 45k luôn. Được hai bộ. Mã này cũng không còn hàng tại vì đã sale rồi á. Trong em mã này, comment mã bộ lanh hồng và lanh lanh xanh 45.000 chị em mình nhé. 45.000. Bộ lanh áo tay cọc và quần dài cho size 1. Rẻ quá. Rẻ quá luôn. Cho tay cọc Nguyễn Hoài nhớ rồi. Size 50. Cho cái áo, cho áo áo gió này nè. Áo gió này hàng nguyên đang đi luôn, trẻ mình bao nhiêu tiền? 95.000 đúng không? Em bán tặng trẻ mình con này 79.000. 79.000. Lên mã tặng áo gió cho mình được 79k nhé, size 52. Áo gió cái này là hàng trắng bạc này trẻ mình ơi. Con này hàng trắng bạc nè. Cho nguyên con này nhé, comment mã gió cho nguyên là được. Gió 79.000 luôn, size 52. 79k size 52 chị em mình ơi. Đây có một cái này là bán tặng vì là bị dơ ấy. Con này bị dơ cái phần tay này. Con này bị dơ cái váy, dạng váy body ấy. Đẹp, con này đẹp nhưng mà bị dơ cái phần trên này. Chị em về giặt cho Nguyên được nhá. Cái này không tính tiền luôn. Không tính tiền luôn. Cho Nguyên con này bị lỗi đi. Chốt mã lỗi cho Nguyên là được nhá. Cái này không tính tiền nhá. Lên mã lỗi cho Nguyên là ok. Chốt mã lỗi không đồng nha. Comment lên mã lỗi không đồng cho Nguyên quá. Ôi cái bộ này giờ làm gì còn hàng, trời không lẽ bằng luôn. Tại vì Nguyên có màu này rồi. Ê, chị Ly này, chị Ly mua cái này về mà mang. Bộ này lên mã cao cấp cho Nguyên nhé. Cao cấp nhé. Cái này lên cao cấp cho Nguyên nhé. Hàng này em sale 89.000. Chị nào nhỏ con lấy ngay con này. Nha chị nào nhỏ con lấy ngay con này. Cho chị nào đang có đơn để em nhé. Không đồng cho chị nào đang có đơn thôi. Vì giờ phần cổ chị em mình về giặt là ra thôi. Trong mã cao cấp. Hàng này 225.000. 225.000, 320.000 lụa xịn cho Nguyên nhé. Cái là lụa xịn cho Nguyên, em đi trẻ mình bộ này. Giá đi trẻ mình 75.000. Bộ lụa xịn cho Nguyên 320.000. Bộ này quá là xứng luôn. Chắc quá là ok. Cái này Nguyên mấy cái rồi, không lẽ chừa thêm mà. Bộ giống y như thế này nè. Ta 48.50 nhé, comment mã lụa xịn cho Nguyên là được. Nha, lụa xịn cho Nguyên. Phải mới đọc xong. Chị Nguyễn Ngân. 70 đúng không? 70. Đây một con váy nữa. Đây là con váy, ui trời ơi, không lẽ thử con này ưa lắm luôn á, không hết sạch rồi, ưa lắm con này luôn á. Nè con này đi 49 cao luôn, cao cấp cho chị Thảo Nguyễn. Size 50 52 đổ về 49k. Ủa cái nó chưa chốt đơn sợ không có lên tay cọc à. Thôi cứ để đây đi, rồi xíu lên cái like tình cọc đi, tiền lướt dùng nguyên cái trang cái nhăn phát chừa lại mấy cái rồi còn like đi. 75 75. Rồi váy cho Nguyên nhá, comment mã váy đẹp xịn nhá chị em ơi, cho Nguyên mã váy cho Nguyên nhá. 49k con này nè, quay cận luôn chị em mình coi chắc nè. Trời ơi đẹp, viền con này lắm luôn. 49k 49.000. Ừ, bánh bán ba đem ra 49.000 nhá, lên mã váy 49 cho Nguyên là được. Rồi con này bán tặng luôn chị em mình con này luôn, 29k. Áo to nhé chị em ơi, chắc có trong tàu nha. 29.000 luôn, chốt mã 29 cho Nguyên là được. Comment mã 29 cho Nguyên. Cứ lướt xong còn biết sợ like xong rồi hụt đơn của khách. Cho Nguyên con này 29k, size này chị em lấy 60 nhé. Có trong tàu này chị em mình, 29.000 hồng nhé. Comment mã 29.000 hồng cho Nguyên, 29.000 hồng chốt lên nhiều Nguyên nhé chị em mình ơi. À, gì đây, có trong tàu nha, con này có trong tàu như vậy mà nhé, đẹp lắm. Tặng 29.000 đỏ luôn, tặng 29.000 đỏ luôn. Con này hàng sale 55.000, con này sale 55.000. Váy khách chốt rồi chị Vy La ơi, khách chốt rồi. Cho Nguyên con này đỏ 29.000 luôn, đỏ 29.000 chắc đẹp lắm nha. Đỏ 29 cho Nguyên là được, chị nào lấy đỏ 29 chốt đỏ 29 cho dùng Nguyên nhé.
49 cho chị Diễm Nguyễn. Thế Đình Ngô gọi cho Hoa Nguyễn nó được chưa? Ở đây nữa nè, còn nữa nè. Hoa Nguyễn còn mớ này nè, hồi nãy giờ phải Hoa Nguyễn không? Nguyễn à. Thế? Không nghe máy à? 29 cho chị Phan Thị Tố Hoa. Số nó cũng không dùng Zalo nghe, không dùng Zalo luôn. Không xài Zalo luôn. Há sọc đang mang Phan từ từ chàng xíu đi rải lắm, yên tâm chào Nguyễn Xuyên Xuyên. Con này lên mã áo bá cho Nguyên này size 2. Cái này chắc có tông tàu chéo, con này em đang sale 69.000. Em bán tặng 49.000 luôn, ai nhanh có. Lên mã khoác bá cho Nguyên là được. Comment mã khoác bá cho Nguyên là ok nhé. Lên mã khoác bá size là size 22 3 vô tư luôn. Con này dòng của nó là chắc có tông tàu chéo, hàng này xịn lắm luôn quý chị mình. Có tông tàu chéo xịn nhá. Lên con này 49.000 luôn, lên mặt khoác bé 49 cho Nguyên là được. Khoác bé 49 nhá, bộ nam này còn. Bộ nam này đang còn hàng. Khoác bé 49, con này giờ không còn. Khoác bé 49 không phải áo gió đâu chị ơi. Không phải áo gió nhá. Không phải áo gió nhá. Bộ này mình còn không nhỉ? Còn đâu nè? Khoác 349 cho chị. Hay là bộ cuối cùng? Rồi nhá, cho Nguyên con này. Size dành cho chị em mình 40-60 gì mà ăn được hết cái bộ này. Nhau đi luôn chị em mình bộ này 79 cao luôn. Hàng này em đang đi 105. Hàng này em đang đi 105 nhá. Em sale luôn chị em mình bộ này, giá lên chị em mình là 79.000. Nhà hàng này đang đi 105. Nhà sale luôn trẻ mình bộ này 79.000. Đấy, chốt mã 79k bộ cho Nguyên là được. Đây còn bộ lanh dài nữa này. Bộ lanh dài này size 1. Bộ lanh dài size 1, size trẻ mình 50 độ về. Size 50 52 độ về. Hồi nãy em đi bao nhiêu tiền ta? Hồi nãy em sale bộ này bao nhiêu tiền với chung này? 45.000. Bộ lanh áo tay cọc và quần dài nhé. Bộ lanh này áo tay cọc và quần dài size 1, size 52 độ về. Sale không trẻ mình bộ này 45.000 nhá. 45.000. Bộ xanh cho chị Thanh Hồng. Ê, cái áo này Nguyên mang hôm bữa này. Đấy, mới đẹp mà. Khách xã đó Nguyên cũng không còn hàng. Thôi sale 89.000 đúng không? Hàng 105 sale 89.000 còn ít á. Nè, con này đẹp lắm hôm bữa mang nè. Chúc trai 63.000 nè, đi 53.000 ai nhanh có nè. 53.000 gấu. Chút mã 53.000 gấu cho Nguyên là được nhé. Lên bán lên máy mã này đi. 17 phút còn lên trễ quá mà. Lại nữa. Cái nào mà chốt đơn tiếp chịu luôn. Chịu đời luôn. Con này bị lỗi. Đây nè. Áo gấu cho chị Giang Trịnh. Ngay chỗ này còn hai cái váy á, bị dơ xíu này. Cái này chị em mặc nhà mặc nhã được, bị lỗi này chị em thấy không? Bị ái màu nè. Cho Nguyên con này nhé, cái này không tính tiền nhé, áo đang mang có bán. Còn được tầm 100 con nữa là hết. Cho Nguyên con này, không tính tiền nhé, 52 độ về, cái này dòng Boris với dẻ mình đó. Boris, đây lưng dùng Nguyên không đồng. Không đồng, chị này đang có một đơn hàng hoàn và có một cái này nữa dẻ mình. Thì không hiểu là như thế nào luôn á. Không hiểu rồi là mua hàng kiểu gì luôn á. Con 139.000. Lỗi cho chị Phạm Thị Ly. Con này 139.000. Không có rep tiền, điện thì không có nghe máy, một đơn hoàn. Một đơn đang hoàn. Rồi cho Nguyên con này nhé. Khoác này em đang sale 139.000 vâng dẻ mình ơi. Em đi luôn dẻ mình con này 129. Cái này bao nhiêu ký dẻ em mang được? 60-62 dẻ em mang được luôn. Hàng giảm nhiều lắm. Chờ em xíu. Em lên tay cọc luôn. Chờ em xin xin nhé. Lên tay cọc rẻ dẻ mình nè. Em đi dẻ mình có 65.000 đó. Chờ em xin xin. Cho Nguyên con này nhé. Comment mã này mã lên 129 cho Nguyên là được. Lên 129. Cái này xuống lên tiếp nhé. Lên 129 để lên cái áo đang mang. Đấy. Đấy, để cho nó đấy. Rồi nhá. Lên 129. Rồi cho cái cọc. Không, đi mấy lần rồi chứ không phải là khách mới đâu. Khoác 129. Khoác 129 con nó hết hàng xanh hàng rồi. Con này lên mã tặng bé luôn, dùng cái size 12. Đi 39.000 luôn. Size 12 thôi nha. Này, cưng lắm, ở trên của nó. Con này chính ra là cho chị Nguyễn Ngân. Trẻ mình đang mua 169.000 ấy. Đang mua 169.000 đúng không? Đó, áo lụt đang lên 69.000. Ok chị Phạm Nụ, đang xe 69.000 lộn kêu 169.000. Đây chị em mình con này, 39.000 váy bé size 13. Váy bé size 13 rồi cho lên con áo đang mang.
Con này rất là rẻ luôn, chắc bao đẹp luôn. Nó ngang như cái hàng 1988 mà sale 55.000 ấy. Ừ, màu cute thì toàn màu đẹp không á. Đẹp hơn cả bản màu hôm bữa nữa luôn. Toàn màu đẹp. Cho chị lên ra đi, cho cả chồng luôn. Nhưng mà mỗi thứ con cái thôi, chị em mình tranh thủ. Đẹp cực. Em nói nè, chị em mình không có cần hỏi bao nhiêu ký vừa nhé. Nó giãn theo form. Áo gió, áo khoác xám. Dạ không, em hết rồi, hàng nó hàng xả thôi. Không, nó cũng không còn cái nào. Ê, okay. Ê, còn cái bên đó này dung. Chị Duyên, chị Tiên mà chỉ có một cái màu nữa rồi nè. Có một cái hàng kêu mẫu kìa, 139.000 còn đúng còn cái thôi. Thôi ghi lê từ từ, còn còn mấy cái xíu lên sau nha. Còn con cái này nữa nè. Cái này hàng treo mẫu á, xong quên mất tiêu đi, quên bán đi. 139.000. Đẹp. Màu đẹp luôn, trong mã miêu nhá. 139.000. Len khoác cho Nguyên. Len khoác mã miêu. Cái con áo đang mang còn có một cái màu nè. Dưới dưới. Đây. 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 Đẹp lắm. 139 cho chị là Tiết Nguyễn. Có bộ tay dài, quần dài người lớn. Vài hôm nữa chị có thôi mà em chưa soạn ra. Có chứ. 139 thì Tiết Nguyễn. Tiết Nguyễn này chị em mình nó 1 2 3 4 5 con thôi. Mà giá em đi luôn chị em mình là 49.000 cả. Chị em mình không có cần hỏi bao nhiêu ký vừa nhá, hàng đang giảm theo form. Chị em mình to thì nó giãn ra thôi nhá. Nè. Nó ngang như là rip với chị em mình này. Trưa nay áo thun body cũng xịn sò. Thun body và body kiểu nổi nữa kìa. Xem lên luôn. Đây chị em mình nhìn nè. Giãn như thế này nè. Nên là chị em mình bao nhiêu ký mà được cái mang cái này lên. Mang cái này lên chị em mình cảm thấy nó rất là gọn. Hàng sọc này cảm thấy rất là gọn người. Cho Nguyên con này nhé. Nguyên đây luôn chị em mình con này 49k cái. Lên mã sọc cam nhé, có 5 cái thôi. Thế. Ờ cho lên từng cặp đi cho khỏe. Cho Nguyên con này nhé. 49k. 49k con này nhé. Size này dành cho chị em mình 60 cũng được. Nói chung là chị em mình mang body được, chị em mình vẫn mang ok nha. Nếu như mang body được vẫn mang ok. Sao nãy nước giờ vẫn chưa nãy comment. Sọc nè. Sọc cho chị Mỹ Tiêm Hình cái nè. Cho chị Hà Nam Võ nè. Chị Văn Trần nè. Chị Thanh Ngô nè. Rồi cho chị Giang Trịnh cái mình đang mang nè. Giang Trịnh cái đang mang. Màu nào cũng đẹp hết chị em mình ơi. Giang Trịnh. Rồi cho Nguyên con nè. Tông màu đẹp, đẹp hơn hôm bữa. Đẹp hơn cái bản màu hôm bữa nữa kia. Sọc xanh cho Nguyên nhé. Hết sọc cam chị ơi. Lên sọc xanh cho Nguyên nhé. 49.000 thôi. Quên. Để chị im ra cho em. Quên. Chị hết chưa? Chưa sao? Chưa. Cho em xíu cà phê nữa, cho chăm thêm vô cái ly cà phê này xíu nữa. Cam Nguyên hết. Đang like đừng gọi qua dùm cái. Lên mã sọc xanh cho Nguyên nha chị em mình ơi. Sọc xanh có mấy cái thôi à. Đi 49.000 thôi. Nè sọc xanh chốt nè. Đi gì chốt cho. Sọc xanh cho chị Như Ngọc nè. Cái màu cho em nhé, cho chị Hòa Thương nè. Cái chị à. Chị em mình lên màu cho Nguyên cái. Cái Trần Phượng nè. Cái bé Sang nè. Cái chị Trần Dự nè. Cái chị Tiết Phạm nè. Cái Bích Hà nữa, hết sọc xanh nha chị em mình ơi. Em đi 49.000 hết sọc xanh rồi. Cái này có hai con. Lên mã số 2 đẹp lắm luôn ấy, đi 49.000 thôi. Đi 49.000 con thôi chị em mà nói. Cho Nguyên con này lên mã số 2 cho Nguyên là được nhá. Em đi từng màu, đẹp cực kỳ luôn. Này chị em mình nhìn các con xanh đầu hả? Xanh bơ à, xanh bơ khác. Xanh bơ là khác. Cho Nguyên con này nhá. Lên mã số 2. Đây nè. Ờ. Được hai. Thấy rồi thôi. Thấy xanh nhá, cho chị Trần Phượng cát. Quần Nguyên đang mặc, trời em mặc sắp rách rồi đây nè. Hôm bữa con này quần nhung đấy, cuối cùng có chị nào chốt đâu. Để mang luôn, vẫn đẹp mà. Chị Tâm Mộc. Không, không còn đâu chị. Hết rồi chị ơi. Nhận hàng chưa, chị Ngọc Bích Cả Thị nhận hàng chưa. Chị khách mới đúng không? Mua hàng nhà em có rẻ không? Mua hàng nhà em có rẻ không? Mua bộ lanh đến 55.000 có rẻ không? Có một cái này thôi. Đó. Ủa nâng đẹp. Đây còn. Con màu này đẹp. Đấy. Lên hết. Cái gì cũng lên hết. Còn váy váy thun thái xíu cho lên luôn. Rồi cho Nguyên con này màu đẹp đi. Chiếc phạm không còn. Trời ơi. Màu gì không đẹp. Váy thun thái còn gấp rồi nè. Còn mấy cặp cho nó nữa thôi.
Nhận rồi, thích mua thêm đây. Áo gió đang Huyền đang chốt đơn đó chị. Huyền đang chốt đơn đấy. Rồi lên màu đẹp cho Nguyên nhé. Màu đẹp ân ngon, toàn màu đẹp không dẻo mà nó. Cái chị màu này đủ sọc hết nên cứ gọi màu đẹp, thấy nó đẹp gọi màu đẹp đi. Cho chị Nga to này. Chị Như Ý Vũ, chị gì ta? Cho chị Nguyễn Phương này. Nguyễn Phương. Cái Trần Phượng này. Cái Trung Thủy này. Đồng hồ à? Đồng hồ đang chốt đấy chị. Cảm ơn chị Phan Lê nhé. Cho chị Hà Lê này. Cho chị Học Lê này. Học Lê này. Cho chị Hoài Thương này. Chị Như Ý Vũ này. Và còn cái nữa là hết. Chị thấy Trần hết à. Thấy Trần nữa là hết màu này nhé. Còn màu chị mà cái kiểu xuống tới này. Còn màu chị đâu? Nút xuống tới này còn gì đâu? Còn là hết rồi đó. Màu tím. Rồi cho Nguyên tím nhé. Nguyên nói là cái này về bao nhiêu cũng hết. Tại vì khách nhà Nguyên ưa. Vừa rẻ và vừa đẹp. Mua toàn mấy cái. Cứ có họa tiết nào mới là mua. 49.000. Nó ngang như cái hàng 1988 là hàng công ty. Chắc ngang luôn. Mà rẻ hơn được vài nghìn. Cái đi giá này là bằng giá em đăng sĩ màu xanh thang có size XL không Huyền? Không có à? Cái gì có size XL? Giờ chỉ có màu vàng, màu hồng. Vàng, hàng đậu. Xanh đậu. Chị xương thua lấy màu xanh đậu cũng đẹp. Rồi màu tím cho Nguyên nhé. Không, chị Lê Trương lên sau rồi. Màu xanh thang nó về nó không có size to. Cho chị. Tay phòng từ từ chờ em xíu chị ơi. Chờ em xíu nhé. Rồi lên mã sọc tím cho Nguyên là được nhé. Có mấy con nó dạng mà nó 2, 4, 6, 7 con sọc tím thôi. Đây chị em đang like đây nè. Dạ đang chốt đơn đồng hồ đó chị. Cho Nguyên con này lên mã sọc tím màu nào cũng đẹp vậy mà nói. Mà giá đi chị em mình 49.000 thôi. Nha chị nào lấy sọc tím comment lên sọc tím 49k hàng giản vô tư giản thoải mái vậy này. Ai lấy tím chút tím cho Nguyên nó đúng 7 con thôi. Nha chút nhân tay mã sọc tím màu nào cũng đẹp. Mà giá đi 49.000 thôi. Ai lấy tím lên tím cho Nguyên nhé. Cho chị Học lên cái nè. Tím cho chị Học lên nè. Chị Lê Trương nè hả. Rồi nha, ai lấy tím lên tím cho Nguyên nhé. 49k, cái này có 2 con. Cái này kiểu khác nha. Kiểu này nút tới đây thôi. Cái này kiểu nút tới đây có túi. Không chị ơi. Con trai là được, lấy màu xanh đậu mà cũng đẹp mà. Màu xanh đậu đi cho nó lạ, nó đẹp chị. Màu đó thì con trai gái gì mà ăn được hết. Hồng này có 2 cái đó. Hồng này kiểu khác nè. Tím cho chị Hà Vi Nguyễn luôn em. Tím này Hà Vi Nguyễn. Kiểu này cũng đẹp lắm chị em nè. Kiểu này là kiểu túi. Hà Vi Nguyễn là giúp em địa chỉ với chị ơi. Chị nào có đơn chịu khó lên cả địa chỉ luôn trên live dùng Nguyên nhé. Cho chị Ngọc Bảo nữa lên địa chỉ giùm em đi chị ơi. Cố gắng là khách lên đơn kèm cả địa chỉ hết trên live dùng Nguyên nha. Chị em mình lên số điện thoại nhiều khi không nghe máy không có gọi được ấy. Cho lên cả địa chỉ trên live cho Nguyên nhé. Rồi cho Nguyên con này, cái này có 2 con thôi. Nàng cưng lắm nè. Sọc tím cho chị Minh Ngô. Túi cho chị Nguyễn Đương. Nguyễn Đương với chị Nguyễn Phương. Nguyễn Đương, Nguyễn Phương. 474 đây nè. Nguyễn Đương, Nguyễn Phương. 474 nhé. Nguyễn Phương 474. Nguyễn Đương với Nguyễn Phương 474. Gạch này còn con cá. Gạch này con cá. Tím cho chị Đoan Trần. Đó. Ông xã cứ đánh đi rồi xíu nữa mà sạc kê tiền. Ok hết rồi, mấy bao to nó ok hết rồi đó. Mấy bao sĩ ok hết rồi mà đừng quên kê tiền chưa gây trên bì. Rồi đại đơn luôn. Cho Nguyên con này nữa. Tím là cái mã hồi nãy. Hết rồi. Mã này mã hồng à. Ừ hồng đấy. Nguyễn Đương với Nguyễn Phương. Nguyễn Đương với Phương rồi. Sao sao đó? Có mua rồi, mua có ít đó. Có chứ. Mua tới 3 mét luôn. Nó bóng thôi của. Cái nó cái chỗ bên dưới tường đó bạn. Hả? À. Màu gạch cho Nguyên nhé con cá. Gạch cái tâm mộc. Tâm mộc. Đấy. À, để cho ái chứ ngồi đâu bóp à, mua về bóp à. Mua về để kiếm hàng. Đấy. Họ mua về cho cái gửi hàng chứ bộ. Ok chị. Cái này túi xanh cho Nguyên có 2 con thôi. Chợ giảng vô tư thoải mái 40. 60 mà trẻ mình mang ôm body Nguyên nó mang đẹp nhất ấy là tầm 55, 57. Xanh đậu cho chị Sương thôi cái size XL. Nguyên nó mang đẹp nhất là tầm 55, 57 kéo gió. 55, 57. Còn chị em mình mang body được. Chị em mình vẫn mang ok. Xanh đậu size XL chị Sương thôi. Rồi lên mã này là mã túi xanh cho Nguyên nhé. Mã túi đẹp lắm. Túi nhá. Có 2 con túi thôi.
đi luôn chẹo mình, con này chẹo mình thả ra ăn được, để này ăn mang được nhá, cho con này đúng hai con, giá đi chẹo mình là 49.000 nha, lên mã sọc xanh cho Nguyên là ok nha chẹo mình ơi, chốt lên mã sọc xanh giá 49.000 thôi, sọc xanh hết mà không ăn hết rồi, đang mã sọc xanh cho Nguyên là được nha chẹo mình ơi, kiểu này đẹp nè, kiểu này thì thứ còn có một cái thôi, kiểu này thứ có một cái thôi, xanh cho chị Nguyễn Đương. À, mang hết rồi, cái này có hai cái nè, cái này có hai cái, lên mã V V cam cho Nguyên nhé, đúng hai con thôi, lên mã V cam mang đẹp nhất là tầm 55-57, chị nào gọn mang ôm bao đầy được đến 60 vẫn ok. Rồi con này lại xinh, con này lại xinh quá, cho Nguyên con này nhá, chị nào lấy cái này lên mã V cho Nguyên là được, V cam này có đúng hai con như vậy mà nói, chốt lên V cam cho Nguyên nhé, V cam nha, đây luôn trẻ mình con này, giá đi luôn trẻ mình là 49k. À chưa chị Mai cỏ chưa có, cho chị Trung Thủy cá VK. Còn một cái VK 49 thì nào lấy VK 49. Chút VK 49 cho người là được. Rồi V tím này con cá đẹp lắm luôn ấy. Nhận hàng con này thử chị em ơi. Nha VK chị làm chục. Đây làm chục. Rồi V tím này con cá thôi, 49.000. Đẹp nhất là tầm 55 57. Chị nào gọn mang ôm body được thì chị em để 60 vẫn mang ok. VK em hết nhá. Chút đẹp nhất là 55 57 chứ chị em ơi. Gọn là lên 60 nhá. Mang ôm body được thì lên 60 nè. Hàng này nó co giãn theo form hết. Cho Nguyên con này V tím, cho Nguyên nhớ con cái V tím. Chị nào lấy V tím, chút V tím hết V cam rồi chị ơi. V tím nhá, đủ màu. Đủ màu. Đủ màu cho Bùi Thị Yến. À đánh đơn của Bùi Thị Yến luôn nhá. Đây đơn này để đi sau nha em, chút đơn rồi nhá cho Bùi Thị Yến này. Bùi Thị Yến đủ màu. Rồi hai con V vàng. Hai con V vàng. 49k con thôi, hết tím chị ơi, 49.000 nha. Cho Nguyên con này. Trời ơi. V tím này nãy chị đọc chưa? Hả? Chưa hả? V tím rồi. Cho chị Lam chục. Chị Lam chục. Ui 49.000. Cho Nguyên con này nhá. Lên mã V vàng. V tím em hết rồi. V vàng cho Nguyên có 2. Hết tím nha. Vàng có 2. Mua con này về đảm bảo chị em mình rất là ưng nha. Vàng có 2. Vàng chị Lê Trương và chị Hà Nam Võ. Lê Trương và Hà Nam Võ. Rồi V màu gạch gạch như thế này nè. V gạch cho Nguyên nhá. Đi 49.000 con thôi. V màu gạch 49 nhá. Chị nào lấy V gạch 49 chốt trên tay này chị em mình ơi. Siêu siêu rẻ. V màu gạch 49 có 3 con thôi. V gạch 49 có 3. Ừ, em gom đi đi sao đơn kia chị chốt rồi. Cho Nguyên con này V màu gạch có 3 con nhé. Nha có 3 con màu gạch thôi, chị nào lấy gạch V vàng Nguyên hết luôn. Gạch cho Nguyên nhé, cho gì ạ? Cho em mỗi màu mỗi cái đi. Chị Phan lên cái này, chị Liên lên cái này, Phi Nguyễn cái này. Thế còn vậy cho chị Phan lên thêm cái màu này. Phan lên thêm cái màu này nữa gì. Rồi còn một cái màu xanh này cho mã V. Còn một cái màu xanh này cho mã V nè chị em mình. Còn một cái màu xanh này cho mã V nè. Để chị em 49.000 con nè. Chắc này chị em mình nó sướng lắm. Chị nào mà nhận cái con 1988 về á là cái này ngang ngửa chắc luôn, nhưng mà rẻ hơn được mấy nghìn. Nha chị em mình nhá. Y chắc luôn. Nhưng cái này được nhiều màu đẹp hơn. Xanh này có một cái gì 50 luôn hết. Xanh cho 50 nó lấy. Chu này có body và chị nổi xịn sò lắm chị em ơi. Đừng nên bỏ qua cái loại chưa này. Cái này còn mỗi thứ con cá thôi. Đây y kiểu Nguyên đang mang. Lên mà nút màu gạch cho Nguyên nhé. Nút màu gạch nhưng mà cổ này cổ V. Nút một gạch nhưng mà cổ này cổ V. Nha, lên mà nút gạch. Nút hồng. Nút xanh. Trời ơi. Nút xanh nè. Nút hồng nè. Nút màu gạch. Nha, chị nào lấy nút. Cái này V của Nguyên là nút. Nhưng mà nút của nó là nút cổ vung vung như này. Còn này là cổ V như thế này vậy mình. Đó, lên chung là mã nút xanh nè. Nút xanh nè. Cái này nút hồng nè. Nha, và nút màu gạch. Dạ mình lên đúng mã là nút. Nha, chút mã nút kèm màu cho Nguyên là được. Nút kèm màu cho Nguyên là được nhá. Cái chéo này có hai cái, chị chéo hết trước. Nút gạch cho chị Trần Phượng. Nút gạch cho chị Trần Phượng. Cho chị Phan Lê thêm cái nữa màu nào cũng được. Phan Lê thêm cái nữa màu nào cũng được. Rồi xanh trừ cho chị Tâm Mộc. Cái này có cái này với cái màu trắng thôi. Trong mã chéo dùng Nguyên nhé. Chéo 49.000 thôi chị ơi. Em nói trưa nay áo phong toàn hàng xịn hàng đẹp thôi. Mỗi màu mỗi cái à. Cái này thứ con cái thôi nè. Bắt luôn mỗi màu con cái đi nè. Cái này còn mã chéo nè. Rồi. Cái này cổ tròn. Trong cổ tròn được từng này cái thôi. 49k em nha chị em mình không. Tròn xanh
Trời, tròn 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 màu nâu đi, tròn xanh và tròn đen nha, chéo hết luôn trong mã tròn. Nguyên đang đi 49.000 cá thôi, tranh thủ mà chốt chứ dạo mình ơi, đẹp lắm luôn á. Trưa nay phong xịn không à, len xịn luôn, phong xịn len xịn, áo gió có gió, áo gió phối về rồi nhá, chéo hết hai rồi chợ. Len cổ này cổ tròn nha dạo mình ơi, len mã này mã tròn màu màu nu đi, tròn màu nu chế em hết rồi. Quần đen ruby em hết sành xanh rồi chị ơi, hết sành xanh, chờ em vài hôm nữa nhé. Về ruby mà về ống nhỏ, hôm bữa là ruby lên ống suông, ruby lên ống loe đúng không, đang ruby về format ghi cho chị học lên màu đen, hết đen rồi nhá, màu nu nu. Dạ em ở Đà Nẵng chị ơi, ruby lên quần bách ghi rồi, đang tròn hết rồi, xanh này cũng đẹp chị nè, xanh này có hai cái, xanh này có hai cái xanh chị cần dự này. Còn một xanh này. Rồi màu Nguyên đang mang gọi là màu nu đi cho nó khác đây nè. Lên màu nu nhá, màu thì nó phối này rồi. Nguyên đi trẻ mình con này giáp 49k con, chắc bao đẹp luôn. Đẹp nhất là 55, 57, chị nào gọn thì có thể lên 60 mang ôm body. Nha, chị nào lấy cái này lên mã tròn kèm màu, tròn kèm màu, màu nu, màu xanh. Đấy, còn được từng này cả, ai lấy chút luôn dùng nhá. Xanh cho bé xa, xanh cho bé xa. Rồi nha, còn cho chị Lam chục hai cái, rồi còn màu nu nữa là hết. Ống sung đang không, nó ra theo đợt đó chị. Nó ra theo đợt rồi nhá. Ấy hôm qua còn mấy cái quần ruby sung nữa mà ta, cái này có hai cái, còn màu nu thôi chị, còn màu nu thôi, chị nào lấy nu lên nu chung là được rồi. À, lên mã này là mã vuông, cái tròn đen con đấy, eo tròn màu nè, tròn kèm màu cho Nguyên, nu 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 cho chị Trang lên, cho chị Sương thôi, hết cho Nguyên mã này đây nè, cái này đơn giản thôi. Cái này đơn giản thôi nha, cái này trơn như thế này thôi, đẹp nhất con này 55 độ về. Dạ nó theo đợt các chị, con này form áo hơi lửng lửng như vậy mình nè, riêng con này form hơi lửng lửng xíu nhá, con này là form lửng lửng xíu này, cho Nguyên con này trơn, trơn đen, trơn xám và trơn màu trắng nha, ba tông màu cho cái mã này, giá con lên luôn dễ mình là 49k con. Cái này đơn giản dễ mang lắm luôn nha, lên mã này là mã màu nu rồi, không hết rồi, đen đen cái này chị trần dự nè. Rồi cho Nguyên con này lên mã trơn trắng dễ nhá, trơn nhá, hoặc là sọc cho Nguyên kèm màu, sọc sọc trắng, sọc nu và sọc đen nha, 49k con, đen chị tâm mộc luôn. Rồi ai lấy cái này lên mã trơn hoặc là mã sọc đều được hết, đen cho chị Ngọc Thanh Võ luôn. Rồi 49k con, đen cho chị Phan Lê luôn, hết đen, hết đen nha chị ơi, hết đen rồi. Nguyên còn hai tông màu là màu trắng và màu xám thôi, hết hết đen rồi chị ơi, màu trắng và màu xám nữa thôi là hết rồi, màu trắng với màu xám nữa là hết nhá. Đó chị nào lấy cái này chút nhanh tay và giá đi chị mình là 49k cả, bao chắc luôn chị mình luôn, xám như chị Phan lên rồi. Ok chị nào lấy một chút, rồi mã cuối cùng, mã này là mã cuối cùng nha, mã này là cổ vuông. Ôi lại quá là đẹp, con này vừa nút vừa cổ vuông nha chị mình ơi, mã cuối cùng nha, mẫu cuối cùng, mẫu cuối cùng trong nguyên con này, vừa cổ vung là vừa phối nút nữa, giá chốt 49.000 như chị. Dạ đem vô. Ây giời ơi, ây giời ơi, quăng mì, quăng mì được quá, cá crop top của team à, hình như trưa nay cũng có crop top thấy chị ơi, mấy ngày chưa nhận được hàng chị khoảng lặng. Ui cái màu này lên cực kỳ sáng da này chị em mình, cho Nguyên con này nhá, lên mã này là mã vuông, vuông xanh cho Nguyên đi 49.000 vuông xanh, chị nào lấy vuông xanh chốt vuông xanh cho Nguyên là được, chắc bao phê phê luôn, vuông xanh 49 cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Cái gì cho áo thun chị em mình mua không có dư ra được thiệt luôn, nhà Nguyên là Nguyên trước cả đóng mà cuối cùng mỗi lần đi đâu ấy không biết mang gì, thiệt không biết mang gì. Rồi nút xanh cho Nguyên nhá. Ok chị Sương thu, chị nào lấy nút comment nút cái này bỏ qua cho Bùi Thị Yến chứ không lộn, bỏ nó Bùi Thị Yến chứ lộn, nút chị Sương thu cho chị Ái Trần lên thông tin cho em nhé, Ái Trần ơi lên lại địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em, chị Thảo Ti luôn, Thảo Ti cái này có một con, lên mã số 1 cho Nguyên nhé, 49.000, chốt mã số 1 49 cho Nguyên được, comment mã số 1 49.000 chị chốt giùm em luôn cái đồng hồ cái ở trên bếp, đang chốt dở, hình như Dung đang chốt dở Trang cả nhà, Dung đang chốt ở đâu đó, kiểm tra thử
Một cho chị Lam chục. Một cho chị Lam chục. Làm gì không nhớ chừng. Cho chị Lam chục. Xanh chị Lê Trần Thị. Xanh chị Lê Trần Thị. Xanh đấy, xanh đấy. Xanh cho Lê Trần Thị. Ừ. Màu này lên mã nút tím cho Nguyên nhá. Đẹp lắm vậy ông mình ơi. Cho mã nút tím nhá, đẹp lắm. Số 1 cũng hết rồi, chị Nguyễn Kiều cũng chậm rồi. Cho mã nút tím cho Nguyên nhá. Dán đi luôn chị em 49k. Nút tím 49. Trong này nãy chị này lọc luôn cho anh đi cái. Lâu nay không chốt hàng. Bớt tương tác hay sao? Ức chế à? Sao ta? Sao kỳ à? Thấy gì toàn lên sau á, chị bảo nhắc lên sau á. Mình chị em mình mà không mấy thì bấm theo dõi bác đi. Tiếng thì Trần Phường bấm theo dõi nè, có bên like nó có cái chung thông báo á. Bấm theo dõi và bấm luôn cái nhận thông báo phát like đi. Là có mà. Con này lên mã xanh đậm này con cái à 49.000 nha. 49.000 em chạy dạ mà nói dạ mình yên tâm về giá luôn. 49.000. Sọc cho Nguyên đậm, đơn giản dễ mà. Này mấy quần lưng cao. Thì chị Trang Lê em thấy cũng bao nhiêu con rồi đúng không? Hôm bữa cái đợt 55.000 hàng 1988 thì mua bao nhiêu là con rồi. Cho Nguyên con này màu đậm. Đồng hồ tròn đẹp em nghe. Em nhà tròn hình như cũng còn mấy cái đó. Anh ấy không có hàng về nữa. Ủa răng toàn tỉnh à. Toàn tỉnh hết trơn à. Thôi, mai ngày ơi Nguyệt làm cả ngày rồi. Comment tím cho Nguyên nhá. Áo quên lộn đậm. Xanh đậm đó. Xanh đậm đó. Xanh đậm đây. Xanh 49 cho chị Vi Tân Thoại Vi. Con này màu trắng cho Nguyên nhá. Đây nè, em khoe cái này phát này. Em nói là chưa bao giờ mà em nhập được cái này. Đẹp như thế này. Nè, em chưa nhập được cái hàng mà Boris mà vừa chữ nổi xịn sò này. Xí em lên mà giá cũng siêu rẻ luôn. Cái gì? Cái này con cá thôi. Cái này con cá tôi đang like nha. Cho Nguyên con này, size 55 chị nào gọn. 55 57 chị nào gọn lên 60 vẫn mang được. Cho Nguyên màu trắng cho Nguyên nhé. Cái này thứ con cá chứ mấy. Trắng gì bên nhờ. Cái này thứ con cá chứ mấy rồi lên mã vàng cho Nguyên. Không cần mở nữa chị mình. Cho em coi cái màu thôi. Cho Nguyên con này vàng. Vàng có một ghi mã vô vàng luôn nè. Nu nè. Đây chị mình nè. Nu nè. Vàng đây như giống. Tại vì màu na ná khi ghi để lộn kìa. Vàng cho chị Nguyễn Huệ. Rồi màu nu cho Nguyên đi. Ghi cái này là nu nè chị mình. Nu nha. Nu nè. Rồi màu thứ con cái chứ mấy. Màu này lên màu gạch cho Nguyên đi. Gạch cho Nguyên nhá. Gạch cho Nguyên nè. Gạch nè. Nu chạy Lam chục rồi kìa. Gạch. Cái kiểu này có cái này nữa nè. Quên mở cho khách coi. Có cái hai này hai bên nữa nè. Có rút hai bên nữa nhá. Cái này có rút hai bên nữa nhá. Có rút cả hai bên nữa. Gạch cho chị Cát Bụi. Cam nè. Cam vô Nguyên á, màu thì em nói là bảy sắc cầu vồng nha. Cam cho Nguyên là được. Hồi xưa hồi nhỏ mà mang cái áo này đi chơi nha. Chơi gì vậy? Chơi nhảy màu á là nhất định thắng rồi nè. Đủ màu hết rồi nè. Nay giờ không biết màu gì hết luôn, màu cam cho Nguyên nhé. Cam này có hai con thôi. Lên cam cho Nguyên là được. Chốt cam cho Nguyên nhé. Rồi, hết màu. Hết luôn nhé. Còn màu không phải tròn đâu chị, vung quá chị. Chị ơi chị em nói rồi, mang body được chị đã chốt. Em cứ đọc cái số ký đó chị cảm thấy. Em mang như thế này chị cảm thấy. Em 52kg đây nè. Là mang body. Giảng vô tư, giảng thoải mái. Chị mang ôm body được thì chị chốt thôi. 52kg. Gạch cam chị chốt đi em. Gạch cam đi cho chị Lưu Bảo Lan kìa. Cho chị Như Ngà. Rồi màu cuối cùng là màu xám. Màu cuối cùng là màu xám như thế này. Nha chị nào lấy xám lên xám cho Nguyên nhé. Giá đi 49.000 thôi chị ơi. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi nhá. Nè 49.000 chị ơi. Rồi lên luôn nè. Hết đen rồi chị ơi. Hết đen luôn rồi. Cho Nguyên con này. Màu xám nữa là hết. Màu xám nữa là hết. Em lên trẻ mình cái mã này cho nó sướng cái đã nè. Em nói là hàng này là hàng công ty đấy. Con này hàng công ty đấy. Nè đẹp cực kỳ luôn. Con này là dập nổi với chị em. Mà là bo rip mà dập nổi và lại phun to. Chị em để 60 vẫn mang được. Nè 60 mang ok luôn. Toàn bộ cái chữ này em nói nè. Chị Vi Tân
khỏi vi. Bo rip mà dập nổi nè bị khó nha chị em mình ơi. Nè. Vì vải của nó có giãn nhiều quá. Nè, chắc nè. Giãn cho chị học lê. Giãn vô tư, giãn thoải mái nha chị em mình ơi. 40 60 nói chung. Nói chung mà để mang đẹp nhá cũng tầm khoảng 55. Còn chị em mình mang body được thì 60 kg chị em vẫn mang ok con này luôn. Nha, giãn siêu siêu nhiều luôn. Đầm thung thái còn được mấy cái chị Hợp Khanh. Đây đây đây, bóc chưa Yến? Bóc qua xíu lên luôn. Lên hết. Yên tâm nha, lên lấy chiều. Này. Cho Nguyên con này nhá. Đi luôn chị em mình con này lên mã nổi cho Nguyên nhá. Hết rồi chợ. Nổi nhá. Giá đây chị em mình con này 55.000 luôn. Rẻ hơn giá hàng thường luôn. Con này hàng công ty đó chị em mình. Con này riếp hàng công ty đấy. Sale luôn chị em mình con này 50. Không không à, từ từ. 55.000 ta. Trong 55.000 đẹp lắm. Đây này. Quay cặn luôn chị em mình coi này. Đấy, thấy không? Thấy không? Thấy con áo chưa? Xịn sò chưa? 55.000. 55. Ui trời, thấy bao nhiêu con này? 55.000. 55.000 nha chị ơi. 55 chị Lưu Bảo Lan con này. Cho chị Quỳnh Nguyễn con này. Cho chị Vy Tăng Thoại Vy con này. Cho chị Học Lê con này. Học Lê con này. Cho chị Phan Lê con này. Phan Lê con này. Bo rip nha chị ơi. Giãn nhiều nhá. Rồi nhá, chị nào lấy cái này cho chị Kim Lai Huỳnh này. Lên tay cọc có, em lên luôn. Em lên luôn, cho chị Thu Thảo Trần cái. Em lên luôn chứ. Rồi còn được ba con nổi vàng nữa lấy. Lên luôn, có chị. Có chị, còn có cả váy thun thái nữa. Còn được ít thun thái em lên luôn. Rồi nhá, cho chị Phan Chiến cái. Cái này là mang ôm đấy chị Phan Chiến nha. Bo rip thì khi nào cũng mang ôm ấy. Nên là mình thấy là ok là mình chốt cho Nguyên nhá. Chứ không mất công đổi qua đổi về. Cho chị Ngọc Bảo cái. Cho chị Ái Trần cái nữa lấy. Nha chị nha. Em chốt cái chị rồi đó, nhưng mà cái này là sẽ là mang ôm mang giãn á, nên là mình thấy ok là mình đã chốt chứ không mất công lắm. Cái này có bao nhiêu con? Chục con luôn. Cái này có chục con không? Cái này chục con. Áo len nè, len tay hén chị ơi, len hén chứ không phải là len tay phòng, len dạng tay hén nè. Trời ơi, đây quay cận luôn chị em mình xem nè. Len mã nổi xanh cho Nguyên là được nhá. Nổi xanh, trời ơi cái này bao nhiêu tiền rồi mà đây chị em chỉ có 55.000 con thôi. Chúc nhanh nha. Đây, đã chưa? Ok. Nè, nè, nè. Xanh thôi, hết vàng rồi. Hết vàng, ừ, hết vàng rồi em ơi. Còn xanh thôi nhá, chị nào lấy xanh. Xanh cho Bùi Thị. Đi 55.000 con. Ừ, đó, để xíu ra xem. 55.000 con, chị em mình lên mã xanh cho Nguyên nhé, mang ôm nha. Chị em mình bao nhiêu ký cũng mang ôm body hết. Chị em mình nhìn chắc này. Đây như thế này nè. Ok nhá. Cho Bùi Thị Yến nè. Cho chị Quỳnh Nguyễn con này. Giá đi luôn chị em mình con này là 55.000. Ai lấy nổi xanh, chút nổi xanh cho Nguyên là được nhá. Comment lên nổi xanh 55k là ok. Như chị em mình không quá là đẹp luôn. Chị em mình bảo gì? Cho chị xóa hiền lành. Lên tay cọc à. Chị em mình kêu lên tay cọc đúng không? Xanh. Cho chị đi xóa hiền lành này. Cho chị Phan Thanh này. Cho chị Thu Thảo Trần này. 55.000 con thôi chị em mình ơi. 55. Vừa rồi chị nói áo cổ ôm nhưng mà là áo crop top đúng không? Chị Phan Chiến là chị không mang phông lửng đúng không? Hôm bữa đổi về mấy con phông lửng mà. Hôm bữa like crop top. Ừ, phông lửng chị bảo chị mang không được cho chị Thu Hiền đỏ nè. Chị Phan Thanh có rồi nè. Cho chị Thanh Thanh ơi lên thông tin cho em nhé chị Thanh Thanh ơi. Chị Thanh Thanh ơi lên địa chỉ luôn trên like dùng Nguyên nha. Lên lại địa chỉ luôn trên like cho Nguyên nhé. À, vàng em hết rồi chị ơi. Xanh chị bé heo. Chị Yên Huyền cũng không có thông tin gì hết. Đợi lên thông tin rồi nhà em chốt đơn nhé. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên like. Mình tay hết là mình chắc không còn đúng không? Thế. Em lên mã tay cọc trước nha. Em lên sen còn rất là nhiều mã đẹp để Huyền phân. Còn rất là nhiều mã đẹp. Cho lên một mã cổ sen thì áo bo rip có cổ sen phát nè. Sen vô phát nè. Một không tám tám còn là hàng công ty crop top thì chắc là cũng đây nè. Cái này thì cũng crop top thì cũng cái này gọi là lửng lửng á nè. Cái này gọi là lửng lửng á chị. Đây đây chị gì ta, chị gì á, chị gì hỏi có cổ mà ấy thì chốt này.
chịu không có đâu chị. Em like cái kiểu gì chị thấy ưng là chị chốt thôi. Em không thể theo sát được khách là khách ưng cái gì, khách ưng cái gì. Em cứ lên mình cảm thấy nào mình ok, hợp với mình là mình chốt nhá. Nha chị em mình nhá. Eo. Không kích à? Phải kích lại chứ. Hồi nãy giờ không kích à? Mua cái 3 mét vừa không kích, kích cái màn hình lại. Mở ra nha. Con này em đi 49 nghìn thôi. Con này Nguyên đi 49 nghìn thôi. Nha chị nào lấy hồng 49, chút hồng 49. Hồng 49 nè cho Bùi Thị. Riêng con hồng này là 49 nghìn nhá. Còn hai con màu hồng, chị nào lấy cổ hồng. Vẫn giãn vô tư, giãn thoải mái hết. Boris nhá. Boris nhá dạ mình ơi. Rồi lên mã này là mã cổ. Màu nu, đẹp như thế này dạ mình mà đi 49 nghìn nhà ai bán. Đẹp, đẹp lắm luôn ý. Cho Nguyên con này nhá. Lên mã cổ màu nu 49k chút lên luôn dùng là được. Bao xịn sò luôn chị em mình luôn này. Chắc là chị em mình là 60kg chị em mình mang body được. Thì chị em mình mang ok con này luôn nha. Vì hàng giảm nhiều á. Cho Nguyên con này nhá. Lên luôn dùng mã này là mã cổ nu cho Nguyên là được. Cổ nu và cổ kem. Đây mỗi thứ còn được hai con thôi. Còn ít nên là lên chị em mình 49.000 nha. Chị nào lấy cổ nu và cổ kem chút lên luôn dùng là được. Em lên cái mã này nha. Màu này đẹp. Màu này là màu vịt đà. Hồng 49 cho chị kêu ốc. Ê cái này sao giống à, cái cọc này như là cọc. Cái tay dài ở đâu? Tay dài chị tắt. Rồi em lên chẻ mình mã này. Tay cọc đây nè. Tay cọc nè. Ờ màu nu. Màu nu đấy. Màu nó màu kém. Màu kém. Nu cho Bùi Diễn. Nu cho chị Hồi Thương. Hồng cho chị Hồi Trúc. Ok chị ơi. Xanh này, xanh này, xanh vịt. Không phải à? Xanh rêu. Xanh rêu. Xanh rêu. Ok chị. Được chưa? Như một cọc à? Bao nhiêu cái? 10 cái à? Xanh lên màu này trước. Đây, 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 đây. Con này. Chị nào chờ? Đâu? Ly ly đâu? Đúng không? Màu đúng không? Đúng. Màu rêu. Ly ly đâu? Hồi nãy bảo gì? Thức, thức với em à? Thấy không? Thích cùng em. Thích cùng em lên đây. Trưa nay sẽ thích cùng em mà nãy giờ hết đi biến đâu mất tiêu rồi. Nghe bảo vô là trưa nay sẽ thích cùng em mà giờ đi đâu mất tiêu rồi. Để đó một chút quá. À đây đây đây, ly đây, ly đây. Màu đỏ tươi có không? À đây là gì màu đỏ. Tiểu ngồi nói được miệng thôi chứ. Hả? Màu gạch gạch. Mặn mặn gạch gạch chứ không có tươi gì ơi. Màu mặn mặn gạch gạch không có ít mà lai luôn một màu là không không có hàng. Một thứ có được vài cá thôi. Này chị em mình nhìn nè. Màu nu nãy còn không? Không, hai còn. Màu con, nu cho chị Dương Thùy. Con này cũng đi chị em 65.000 thôi. Giảm vô tư, giảm thoải mái có trắng chị từ từ chạy em lên. Rồi mỗi màu có mấy cá thôi nên em sẽ đi từng màu nhé. Đi từng màu với chị em mình ơi. Chứ không lên một lượt cho chị em mình chọn màu sợ không có hàng. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment lên luôn nè. Chị Nguyễn Kiều. Hay lên một lượt đi, chắc là ít thôi đúng không? Hay đi một lượt đi, chắc là ít thôi. Đi một lượt. Ờ có không, bác không có thôi nhá, tại vì còn ít lắm. Cái này còn ít nhá, lên luôn dùng nguyên con này 65k kèm màu. Vì len này nó giãn rất là nhiều. Cho chị Hồng thấm luôn đi đã. Len rêu này có mấy con thôi. Em đi chợ mình để ý cái màu này. Để ý Nguyên đọc cái màu này. Có không bác nha, chị nào lên trước in bill trước là có hàng đấy, chị nào lên sau là hết hàng này. Nha. Đấy chứ không là mất công. Đây trong đọc cái màu này. Thế 11 màu luôn hả? Xanh rêu kìa, xanh rêu còn không? Xanh rêu hai con cho chị Bùi Thị Yến. Xanh rêu cho chị Trương Yến. Này là lên chị Tôn Ngữ Bích Văn. Lên kìm từng màu. Cho lên từng màu đó. Cho biết là chị nào đọc là có đi. Thứ có mấy con, cái màu gạch này có mấy con. Màu gạch này có mấy con. Xanh cho chị Hồng. Này có từng này con, thêm lên từng màu đi chị. Có từng này con chứ mấy phải bắt từng màu lại. Like. Xanh cho chị Lê Phượng. Chị ơi nó giãn theo form. Nè, 2, 4 có 8 con. Đây đây màu. Con lên con này. Giãn vô tư màu gạch cho Nguyên nhá. Lên tay cọc. Giờ thời điểm này dễ mình mang con này quá là đẹp. Con cho chị Như Ngà. Rồi cho Nguyên gạch nhá. Cho chị Phan Thanh luôn kìa. Hết rồi. Hết rồi chị ơi, hết xanh rêu rồi. Hết xanh rêu rồi, đẹp lắm. Nha cho Nguyên màu gạch này. Giãn vô tư, giãn thoải mái này chị em ơi. Có 6 con một có 8 con màu gạch thôi. Trong gạch cho Nguyên là được nhá. Chốt lên luôn dùng nguyên con này 65.000 một con thôi.
bao chắc luôn cho dạ mình một len miệng này, nó giống y cái con len tay hán luôn ấy. Chị nào mà mua len tay hán là biết cắt đẹp rồi, len tay hán đang chạy 79.000 nha. Con này len gạch cho Nguyên nhé, được mấy con màu gạch thôi nha, chốt gạch, gạch cho chị Phạm Thị Ly nè, cho chị Nguyễn Kiều nè, để tờ chị cho Phạm Thị Ly nè, cho chị Nguyễn Kiều nè, cho chị Tô Nữ Bích Văn nè, cho chị Lê Phượng Gần Nhà nè, chị Thì Dương nè. Rồi ok, còn được 3 con màu gạch, gạch cho chị Kim Lại Huỳnh nè. Rồi ok, còn 2 con màu gạch nữa, chị nào lấy gạch chốt luôn dùm em nhé. Giá đi dễ mà 65 mình vươn đi, giá dễ mình yên tâm đi nha. Còn được 2 con màu gạch cho chị Phan Chiến, con màu gạch nữa là hết. À còn 1 con gạch nữa là hết nhé dễ mình ơi. Đây màu trắng, trắng có được từng này con 8 con thôi, trắng cũng được 8 con thôi nha, lên trắng cho Nguyên. Còn 1 con màu gạch, màu gạch cho chị Hồng Thắm luôn. Ok chị Hồng Thắm nên hết gạch, hết gạch nhé. Giá đi là 65.000 con, hết gạch chị ơi, hết gạch rồi. Còn màu trắng đây, đây màu trắng, chị nào thích trắng lên cho Nguyên này, 8 con màu trắng thôi mà giá đi 65.000 một con thôi, cho Nguyên trắng nhé. Chị nào lấy trắng comment trắng, trừ lại rồi phải Nguyên, trừ lại rồi không, 8 con màu trắng, màu tay hén từ từ chờ Nguyên xíu, tay hén còn ít, còn mấy màu đang không có tay hén về cho Nguyên con này. Gạch hết rồi chị ơi, hết gạch rồi, trong màu trắng nhá, hết gạch rồi chị ơi. Màu trắng là màu luôn luôn là màu dễ mang đồ nhá, trắng nhá. 65.000 được 8 con, coi mà chị em lấy 60 mang được nha, vì hàng này hàng giảm theo form mà, riêng hàng này hàng giảm theo form. Trong Nguyên con này là trắng nha, chốt trắng luôn dùng Nguyên đây luôn. Chị em là 65.000 một con màu trắng, chị nào lấy trắng chốt trên tay. Ok nha, trắng cho Sunny Hồn, Sunny Hồn con này rồi đây, cho chị Phạm Thị Linh con. Gạch chị Phan Chiến có không à? Trắng gì xương thu luôn. Ok nhá, chị nào lấy trắng nữa lên trắng cho Nguyên là được nhá. Trắng đi chị em mình là 65 con màu trắng nha. Em lên chị em mình màu này là màu xanh, xanh vịt. Xanh vịt này là màu gì? Xanh vịt này là màu chị em mình ưa nhất đúng không? Em thấy cái màu riêng cái màu... À, cho chị Thu Trần. Em thấy cái mã tay hén á, toàn là chị em mình chốt cái màu xanh vịt này nhiều nè. Nhà riêng cái mã tay hén 79.000 đấy. Y vải nhá chị em mình, y chắc nhá. Trắng gì Trần Xuân Liễu luôn. Ok, Trần Xuân Liễu này. Rồi, màu vịt đây chị em mình. Màu xanh vịt, màu này là lạ đẹp đẹp nha. Con đi luôn chị em mình con nè. Nha, chốt mã vịt cho mình được. Ôi cái này tay hén rồi. Hén 79 rồi, lộn rồi. Từ từ chờ em xíu nhá. Từ từ chờ em xíu, bỏ riêng ra nè. Hén là 79 nghìn, từ từ chờ chờ một xíu nhé. Đừng đếm được bao nhiêu con xanh vịt. Ta thử này. Trắng cho chị Như Ngà. Hén rồi. Từ từ chờ một xíu nhé chị em ơi. Eo xanh vịt này còn hén. Không, không có xanh vịt rồi chị em ơi. Cái này không có xanh vịt rồi, xanh vịt là tây hay am. Tay hén 79 rồi chị em mình ơi. Sorry. Xanh vịt tay hén cho chị Võ. Em nói nè, tay hén là 79.000. Nha, chị nào ok thì lên mã hén cho chị Ngọc Thanh Võ hén đi. Cho chị Võ Yến Nhi luôn. Võ Yến Nhi luôn. Em nói nè, riêng cái màu xanh vịt là tay hén rồi 79.000 nha. Đó. 79 cây kim lại Huỳnh luôn. Cốm cũng hén rồi, kiểm tra đi. Kiểm tra đi. Cái cổ á. Không. Cái cổ của nó nè, cổ mà con. Ok, Võ Yến Nhi. Tay kim lại Huỳnh một cái tay hén vịt luôn. Tay hén vịt luôn. Màu xanh nhạt. Mã này lên tay cọc nhá. Lên này lên tay cọc. Em đi chợ mình giá lên chợ mà 65.000 con thôi. 65.000 con, xong mã này em lên chợ mình một còn một ít thun thái thì em sẽ xem. Phái thun thái, thái em xem. Thế. Tay cọc. Dạ. Cổ tay cọc này em lên. Lên hén xanh vịt cho chị Ngọc Bảo. Tay hén là cái tay dạng như thế này nè chị em mình. Đây gọi là tay hén. Con này tay nó cọc hơn là tay cọc thôi. Nó chỉ khác nhau ở phần tay xíu thôi. Đó, cho Nguyên con này. Nó cái con hén thì vẫn dài hơn xíu này. Dài hơn. Riêng con hén này vẫn dài hơn xíu. Lên tay hén xanh vịt với thêm lên tay cọc màu nu à. Màu nu từ từ chờ Nguyên xíu. Màu xanh này đẹp này chị em mình. Chị Võ Yến Vy hình như là có rồi. Chị Võ Yến Vy có rồi đó chị ơi. Nè, màu xanh này đẹp quá nè. Màu xanh này nhẹ nhẹ. Mùa này chị em nắng này ok rồi, không có cần đợi đến lạnh nhé.
Giảng thì giảng vô tư thoải mái, 40-60 mang ok luôn. Chị nào lấy màu xanh nhạt, comment mã 65 xanh nhạt là được nha chị em ơi. 65 màu xanh nhạt này. Rồi 65 màu xanh năm. Màu này không có rồi, màu này hình như cũng màu này hết rồi. Màu này hết rồi. Màu đen. Xanh nhạt cho chị hoa hồng xanh pha. Rồi nhá, cho nguyên các màu của cái mã này luôn đi cho nó nhanh, rút mỗi màu cả. Cái này mỗi tệp. Lên lại luôn dùng mã này 65k kèm màu cho nguyên á. 65 kèm màu cho nguyên là được. Nó có cả màu đen là tay cọc nhá, mở mã chị em mình. Tay cọc. 65 màu nâu. Nhìn gì chị Phan Chiến có không trời? Đọc tên là có chị nghe, giờ hỏi là nguyên không biết luôn á. Rồi lên lại cho nguyên mã này là mã 65. Đen cho chị Nguyễn Kiều, thiền cho nguyên cái mã quần theo chỗ này. Ờ giấc cơ theo luôn. Xanh nhạt cho Trinh Trinh luôn. Xanh nhạt cho Trinh Trinh. Rồi nguyên lên luôn chị em mình các màu còn lại. Cái này chị em mình lên nhanh nè. À màu nu này hả chị ơi? Ok nu thì bỏ Yến Nhi luôn. Ok chị bỏ Yến Nhi con này. Bỏ Yến Nhi con này 79 nghìn. Rồi đen cho chị đen 65 chị Thu Thảo Trần. Rồi nè màu này là màu gì trời? Màu nâu nha. Em lên các màu của cái mã 65 luôn. Màu nâu, màu đen, rút mẫu thuyền. Nâu đen. Mã này là mã 65 nha chị em mình ơi. Tay cọc là 65, còn tay hến là 79 nhá. Nha chị em mình ơi, cọc là 65, hến 79. Còn một mã dài tay mà chưa ấy hết. Nè, rồi màu kem. Màu tím nhạt. Chị em mình để cái màu trước luôn cái mã này. Mỗi thứ còn một tẹp thôi chứ mấy. Mỗi màu còn một tẹp. Thế. Thế. Đóng bên có theo không? Cái gì theo không? Đóng bên nó trơn. Bên nó rất là trơn. Không, em không lên đồ bé đâu chị ơi. Rồi cho nguyên con nè. Nâu này cho chị Triệu Thủy nè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã 65 kèm màu cho Nguyên đi. Nha, đúng mã là 65 kèm màu cho Nguyên cho khỏi bị nhầm nha chị em mình ơi. Em lên tất cả các màu của cái mã 65 này nữa để qua mã sơ thun thái nha. Cho Nguyên con này ok chị. Chị Nguyễn Kiều có rồi nha chị. Chị nào lấy cái này lên mã này là mã 65 kèm màu cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Màu đẹp không á chị em mình nhá. Đây. Đọc lại cho chị em mình luôn nè. 65 kèm màu. Được ít quá à. Đây cái mã gì mà có hình gấu tưng tưng á, Covid luôn à. Trong mã 65 kèm màu nhá. Đây, lên lại các màu gì em mình nè. Màu này là màu xám nha. Đây. Màu kem là màu màu này nè. Ừ. 65. Chị ơi không phải 65 ký mà là 65k. Giảng vô tư thoải mái, cái này nó coi giảng theo phô. Trong màu xám nè. Kem cho chị Thì Dương. Mình có màu tím nè. Nhá màu tím nè. Màu kem nè. Đấy. Màu tím đen nè. Màu đen nè. Màu gạch nè, màu bò, màu nâu cũng được, màu nâu đấy. Rồi màu hồng và màu xanh nhạt. Đừng nói tông màu, em lấy lại này chị em mình. Nha, Nguyên có màu hồng nè. Màu xanh nè. Màu nâu nè. Màu đen nè. Màu kem nè, nhiều màu lắm, mười mấy màu lận. Màu tím nè. Và màu xám. Đấy, chị nào lấy màu nào chút màu đó và giá lên 65 nghìn nhá. Giá lên chị em mình 65 nghìn con này thôi. Ai lấy mã 65 kèm màu cho Nguyên là được. Giảng vô tư mình giảng không cần hỏi bao nhiêu ký vừa hết. Giảng vô tư đây còn mấy à, cái này có hai con đấy, con này em bán tặng luôn này. Con này hai con dòng găng này em bán tặng vậy mình luôn, có hai con găng này nè. Ừ ok, con này cưng cho em tặng 39 nghìn con này đi, con này tặng 39 nhá. Chị Thu Ly là nhận được hàng rồi đúng không, để chị in đây cho bóc em này. Chị in đây cho bắp nè, cho chị Nguyễn Thị Thu Ly nè, cho chị Nguyễn Kiều nè, cho Trinh Trinh nè, đang chị Mai Lê nè, xanh nhạc Ly Phạm nè, cây hến không có màu đen. Đấy, bên này nè em, đây nè, bên chị bắp, cho in bắp cho nó nhanh. Ok, chị Ngọc Mai luôn, mã 65 nè. Rồi cho nguyên con, á à không, chị Ngọc Mai phải là xanh đâu. Con này tặng 39k có 1 cái đó. Cái này 60 chị em vẫn mang được luôn. Giá bán tặng nha, 39 nghìn. Chia sẻ mạnh tay để view lên xíu dễ mình ơi. Cho nguyên con này nhá, lên hơi trễ xíu. Cho nguyên con này, kiểu gì cũng ráng ráng lên 11:30 mà không lên được. Cho chị Ngọc Mai con này đi gì? 39 nghìn. 39 nghìn. Rồi tặng 39 hồng luôn. Cái này tặng 39 hồng luôn. Cái này y cái hàng, ui cái line này đẹp chưa. Cũng y cái hàng công ty năm ngó mình chạy hàng 75 nghìn ấy. Nha, tay bồng ấy. 75, 79 nghìn, y vải đó luôn ấy. Chắc nè. Này chị em mình nè.
y luôn. Hán màu xanh vịt cho chị Ngô Thị Chanh luôn em. Hán màu xanh vịt cho chị Ngô Thị Chanh. Hay chị em mình đó. Cái này cưng lắm nè. Được chưa? Lên mã hồng 39.000. Thì Lê Trần Thị 39.000. Cái đao đầu hiện cho có đao nữa sao lên bán tặng 39.000 nữa. Không còn à? Không còn đúng không? Đây hồng của tim đây còn cái nữa nè. Hồng hồi nãy chốt chai rồi. Thì Vi Tăng Thoại Vi. Vi Tăng Thoại Vi. Đen này còn cá. Đi 39.000. 39.000 chia sẻ mạnh tay để Vi xíu chị em mình ơi. Nó dơ màu đen rồi hơi bị chó. Rồi trong nguyên đen. Đen 39.000, chị nào lấy đen 39 chút đen 39 luôn được. Nha, đen 39 chắc nè. Y cái hàng công ty hay chạy 75.000. Phải thì bao phê luôn. Nha, trong nguyên đen 39.000. Rồi màu đỏ đô. Đen thì Lê Trần Thị 39.000 con này thôi. Con này phong lửng lửng nè. Riêng con này phong lửng lửng xíu như vậy mình ơi, 39.000 luôn. Con này phong lửng nha chị em mình ơi. Trong nguyên mã này mã lửng đỏ, đen đen hết rồi chị. Màu này màu đỏ đô á chị em mình, phải đỏ tươi đây. Nè, đỏ đô nha chị em mình ơi, chắc nè. Đấy, trong nguyên con này màu màu đỏ đô. À không, chị Lê Phạm lên sau á chị. Đỏ chị Lê Trần Thị. Chị lên sau á. Đỏ chị Vi Tăng Thợ Vi còn một cái màu đỏ 39.000 luôn. Hết đen là chị Phong Thanh. Trong nguyên còn một con màu đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô cho nguyên được. Còn một cái màu đỏ đô phải đỏ tươi đang dễ mà ơi. Một cái màu xanh ngọc, à xanh. Đỏ đô cho chị Ly Phạm luôn. Ly Phạm. Một cái màu xanh ngọc. Một cái xanh ngọc. Phao còn. Phao đã lên nhiều nhiều đao áo đang mang hết rồi. Rồi nhá, lên màu xanh ngọc còn cái. Đi 39.000 xanh ngọc luôn. Nha, chốt mã xanh ngọc 39 cho nguyên là được. Nhá, lên xanh ngọc. Sốc có đồ bé gái 18 cái. Dạ chị ơi, à, xanh ngọc có cái này cho chị Thu Trần. Có, nhưng mà em để dành like riêng, một cái like đồ bé riêng cho khỏe. Có chứ, đã có hàng rồi. Bộ hàng công ty có, bộ xuất hàng có. Cái này lên mã hồng trơn. Này chị em mình nhìn. Này đừng có hỏi nguyên là bao nhiêu ký vừa. Khán giảng vô tư, giảng thoải mái luôn. Còn một cái này em coi giảng theo form hết. Cho nguyên con này hồng nhá. Lên mã tròn hồng cho nguyên nhá. Giá đi chị em mình 39.000 tròn hồng. Đó, chị nào lấy tròn hồng, chút tròn hồng có 3 con tròn hồng. Giá đi 39.000 con thôi, tròn hồng đúng 3 con nữa là hết. Ai lấy tròn hồng comment lên tròn hồng 39 cho nguyên là ok. Tròn hồng 39 nhá. Ở đây có này, nó có cái này nè. Tròn cho chị Phan Kiếp. Con này tặng nó 39.000 luôn. Chị Sương thôi nhớ được cá hai cái gì đó rồi mà. Tròn hồng cho chị Phan Kiếp cái. Lên sau, đen này con cái này. Đen này phôm lửng này. Cưng này. Đen này phôm lửng này. Găng nhá, cái này găng nhá chị em mình ơi. Cái này găng nhá, đen này con cái. Lên mã đen chung là được. Đen nhá, 39.000 đen, chị nào lấy đen lên đen. Rồi, 3 con, 4 con cuối hồng nữa là hết. Phôm lửng nhá, con này phôm lửng. À, 3 con. Thấy chị Văn Cao mà chị Văn Cao lên sau á. Đen. Hồng trơn gì Tôn Nữ Bích Văn. Hồng trơn hồi nãy tròn á. Tôn Nữ Bích Văn. Đen cho chị Nguyễn Huệ. Đen chị Nguyễn Huệ hết đen. Rồi cho nguyên con này. Đi nói luôn trẻ mình con này. Hồng 39 nữa là hết. Có 3 con thôi. Hồng 39 để cái nó lên luôn. Chứ lên luôn. Để lên sang mã quần rồi lên lên áo sau. Trời, cho nguyên con này nhá. Hả? 39.000 trong mã nút. Hết đen rồi chị ơi. Nút hồng trong nguyên nhá. Comment mã nút hồng. Đây. Chị thứ con cái mà chị Văn Cao lên sau á. Lên mã nút hồng 39.000 luôn. Nha chị nào lấy nút hồng 39 chốt nhanh tay cho nguyên là ok như vậy mà thôi. Đây. Cái này còn nút 39 cho chị Vi Tăng Thoại Vi. Cái này là váy Tung Thái còn được từng này cái này. Hồi nãy chị nào hỏi. Chị nào hỏi. Vô nhanh này. Không hết hàng luôn rồi này. Hàng này thường là nguyên sale là sale 75.000 cái đúng không? Váy Tung Thái là sale 75.000 đúng không chị em mình ơi. Nút cho chị Ly Phạm. Cái này 50-52 đổ về chị em chốt đẹp nhất. 50-52 mang ôm body hết nha. Hồng nút cho chị Quỳnh. Cái này còn có máy cá ta. Mang ôm body nha chị em mình ơi. Bo rip mà nè, chắc con té vậy em mình xem. Hồng nút cho chị. Thấy chưa, trong nguyên mã váy vàng Nguyễn Huệ. Chốt 50-52 thôi chị em mình ơi. Nói chung là cái này toàn bộ mang ôm body. Chị nào hai mang body được chị em mình đã chốt con này dùng nguyên nhá. Nha, riêng cái này mà chị nào mang ôm body được là chị em mình chốt dùng nguyên. Thích nhúng thì nhúng lên, ít cái bụng thì rút lên này cho nó nhúng ít cái bụng.
Đó, nhúng con này lên cho nó ít cái bụng nha. Cho nguyên con này. Cái này em đi chợ mình 59.000. Nó rẻ hơn một con áo thun bo rip luôn. Cái này giá đang rẻ hơn một con áo thun bo rip các dạ mình ơi. Đây, cho nguyên lên con nè. Comment mã này là mã nhúng vàng cho nguyên nhá. Đấy, mang vô mình kéo kéo lên là nó sẽ nhúng này, nó đỡ thấy bụng nha. Con này em đi chợ mình 59 cao luôn. 50-52 đổ về chị em chút đẹp nhé. Lên mã này là mã váy. Hồi nãy chị nào hỏi váy Trung Thái chút lên tay. Em còn được vài con nữa là hết rồi. 59k một cái váy này chị em mình mua ít nhất. Rồi là rẻ nhất là 150.000 cái. Vào shop rẻ nhất là 150 nha. Chị nào lấy vàng lên vàng. Vàng nhé, chị nào lấy vàng. Có cả cam. Tại mình như làm sắc nét rồi nè. Cam này. Nha, 59k con. So với ít thế nào ta. Mới like chưa tới, mới còn tiếng đồng hồ so với ít. Cái này còn mấy cá này, ba cái này dặn dây như thế này, để mình mặc nhà mang đi chơi rồi là mang cái này xong cái mang khoác lên nhẹ nhẹ. Cho Nguyên con này 49 gì, chị em mình xem like tương tác liên tục lên luôn dùng Nguyên nhá. Con này còn cái váy dây này em đi chị em 49.000 con thôi. Váy bo rip cái chị em mình ơi, rẻ hơn một con áo thun nha. Chị nào lấy mã này lên mã dây, dây cam cho Nguyên là được. Chị nào không ấy cái này em bỏ qua nhé, không có công lấy đi lấy về dây nhá. Áo Nguyên mang em đã lên rồi chị ơi. Đấy, dây này toàn bộ em sale chị em 49k bo rip nha chị em mình ơi. Dây chị nào lấy dây 49 chút, dây 49 cho Nguyên được. Cam cho dạ. Chị cô chủ nhỏ. Quần tâm. Quần tâm loại nào thầy? Huyền trong lên cái mã quần đó đi. Tao lên mã quần này, mã này dễ mình nhanh nha. Cam 49 còn cam dây chị ơi. Còn cam dây nhá. Đấy. Ừ. Ba tông màu, cho lên các màu luôn. Cho lên các màu luôn, màu đen, màu kem và màu xám. Này, cho cặn luôn thì dạ mình những cái màu xám thì dạ mình sẽ thấy được cái chất vải này. Đẹp xịn sò luôn, ba tông màu mã này nhé. Đài size từ 40 độ lên 60 độ về. 40 độ lên 60 độ về là dạ em chút đẹp nhé. Nguyên đi cắt màu. Ba tông màu thôi. Nguyên đi dạ mình con này 59.000 một cái thôi, tự tin luôn dạ mình không có giá này đâu. Hàng này toàn bộ hàng theo quần ống bo nhé, ba tông màu cho cái mã này. Lên cho Nguyên mã 59k. Kèm màu và kèm lên luôn dùng nguyên cả số ký nha, ba tông màu cho cái mã này. Màu đen, màu xám và màu đen, màu đậm và màu nhạt đi. Màu này màu nhạt, màu này màu đậm cho Nguyên nhé. Chốt lên luôn chị mình con này 59k. Comment mã 59k kèm màu và kèm lên luôn dùng nguyên cả số ký nhé chị mình luôn. Bao chắc, bao phôm, bao giá luôn chị em mình này. Toàn bộ là theo em sẽ thả cái ống xuống chị em mình coi màu trước nhé. Nghĩa màu trước có màu đen này, màu xám nhạt này, màu xám đậm cho Nguyên ba tông màu này thôi. Và toàn bộ chữ này là chữ theo nha chị em mình ơi. Quần của nó quần không ba, em sẽ mở ra chị em màu sáng vậy mình thấy được cái phô nha. Chốt lên luôn dùng Nguyên con này. Màu đậm cho chị Hình Ngọc Anh. Cái này size chị to nhất tiền. Hãy to nhất à. Lấy size 1 cho chị Hình Ngọc Anh. Hình Ngọc Anh. Size 2 màu nhạt chị trài da. Quần của nó là bo như thế này. À, cái này không bo, quần này quần ống sung như thế này. Quần ống sung nhé, 59.000. Mã này là quần ống sung không bo như chị em mình ơi. Nha, sung không bo nhé. Chị ơi, xám đậm hoặc xám nhạt cho em nhé. S nhỏ nhất hay M nhỏ nhất đó Huyền? S nhỏ nhất là lấy M cho chị. Từ nạp cho M màu nhạt cho Phạm Thu Hà này. Quần em đang mang không còn chị ơi. Màu đậm size 1 cho chị Hà Nam Võ này. Hà Nam Võ này. Đen với đậm size 2 cho chị Lam Trục này. Chị Lam Trục. Ống bo, cái mã này không có ống bo. Đậm size M, đậm size S cho chị Nguyễn Thư. Đậm size S chị Nguyễn Thư. Màu đậm với màu nhạt. Lấy size M cho chị Thị Trường Nguyễn. Lấy size 1 cho chị Nguyễn Thị Thu Ly. Màu đậm với màu nhạt. Nguyễn Thị Thu Ly. Một nhạt. Màu một đậm một đen xây nhỏ nhất cho chị Phượng Trần có không? Một đậm một đen, đây đậm với đen có không? Rồi ok nhé, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên nhé. Màu nhạt xây từ từ ba quần ba màu xây một cho chị Minh Hải, xây một cho chị Minh Hải ba quần ba màu. Màu đậm với màu đen còn xây mờ không? Đậm với đen còn xây mờ cho chị Vi Tăng Thợ Vi. Tây Tăng Thợ Vi. Màu nhạc CL cho chị Thùy Dương. CM còn đậm với nhạc nữa không?
Thấy chị Thùy Dương không có, chị Thùy Dương ơi. Ừ. Màu đậm có xây C1 không? Hết luôn. Xây mờ còn màu xám nhạt với màu đậm không? Màu nào được màu bỏ cho chị Ngô Tường Vy cá đi đã. Chị Nhọc bảo không lên size chịu luôn, chị Nhung Lê cũng không lên size. Chị Nhung Lê nào đây ta? Không lên size luôn. Lấy size to nhất cho chị Ngọc Mai màu đen. To nhất cho chị Ngọc Mai màu đen, quần ống suông như thế này. Dễ mang. Dễ mang nhá. Con này dễ mang cho chị mượn cái điện thoại rồi cái vô. Em đi 59k con thôi chị, em mình yên tâm về giá luôn. Bao chắc bao giá luôn chị em mình luôn. Sẽ lừa một nhà cũng này cho ai. Chị gì thì à? Chị gì thì à? Quên mất. Thầy Dương. Cho chị Thầy Dương. Chị Ngọc bảo không lấy size gì hết á. Trẻ mình lấy size chứ không có size chịu luôn. Hồi nãy chị Minh Hải có rồi đúng không? Màu đậm lấy size M chị Phi Nguyễn con. Hai cái size to nhất cho chị Nhung Lê, màu đen với xám đậm con. Đen với xám đậm cho chị Nhung Lê lên thông tin cho em với. Lên thông tin cho em. Đen size L còn không? Chị Thùy Dương. Thùy Dương. Nhung Lê. Chị Thùy Dương. Thùy Dương rồi. Xám đậm còn size 1 con. Hết. Còn chỉ còn S, L, 2 x thôi. Màu đen size S cho chị Nguyễn Thư. Rồi ok, qua mẫu nhé. Đen size S đây nè. Đen size S sẵn. Cho Nguyễn Thư. Tại vì khách nhà em nhiều Nhung Lê á. Nhiều Nhung Lê nên là chị phải lên thông tin cho em khỏi bị nhầm nha chị ơi. Nha, vì khách nhà em nhiều Nhung Lê sợ bị nhầm. Được chưa, chị nào chưa có cái mã này phát nhanh tay. Chị Nguyễn Thư có rồi đó chị Nguyễn Thư ơi. Có rồi nha. Đó, giờ nó cũng chỉ có lẻ sai thôi. Trừ chỉ có lẻ sai thôi, không có nhiều nha chị em mà nó. Đây cái này. Xong cái này luôn. Toàn hàng công ty thôi. Ê, mấy cái quần sọt này bỏ ra xíu để chị em mình lên áo gì chị em mình mít. Mít. Eo, một con thôi. Trời ơi, cái này thì thứ còn con nó không có nhiều. Đậm size 1 có không? Đậm size 1 còn không? Hết rồi chị ơi. Boris mà toàn bộ con này là theo nha. Một chút đơn gì bà hỏi biết trời. Gì hỏi biết ra. Cho nguyên con này nhá. Size này trẻ mình từ 50 độ lên 60 độ về mang ok luôn. Giảm 40 độ lên 60 độ về giảm vô tư. Nhưng mà thứ con cái thôi. Em đi trẻ mình con này 49k. Nha, nó ngang như hàng đang đi trẻ mình hàng 1988 ấy. Đó, đi trẻ mình con này giá 49 thôi. Nha, chốt lên luôn những mã này 49k gấu cho nguyên là được. Cho nguyên cái mã quần sọt luôn để mix với những cái con áo này lên áo nhiều không có quần dẹp hoặc là kêu. Cho nguyên con này nhá, giá đi chị em 49.000 lên mã gấu xanh cho nguyên có một. Gấu nâu có một. 49.000 con này thôi. Đây, chị nào lấy cái này lên trên tay. Xanh chị xóa hiền lành. Rồi màu nâu cho nguyên nhá. Chị nào lấy nâu lên nâu, 40 độ lên 60 độ về nhưng mà hàng này là dặn mang ôm ấy. Cái này toàn bộ là mang ôm ấy. Màu nâu trong nguyên có một cái này. Màu bò, màu nâu vẫn được. Toàn bộ con gấu này là gấu theo nha chị em mình ơi. Toàn bộ gấu theo trong nguyên con này. Màu nâu trong nguyên nhá. 49k con thôi nâu. Rồi xám trong nguyên mỗi thứ con cái thôi. Nên là chị em mình nhanh tay nha. Đây, chốt lên luôn dùng nguyên con này. Nâu chị Thị Từ Nguyễn. Rồi này. Màu này là màu xám trong nguyên nhá. Gấu xám trong nguyên là được. Phôm này không có dài nha chị em mình. Phôm vừa vừa này thôi. Không có dài nhá. Đấy. Nâu hết rồi chị ơi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã xám. Gấu xám cho nguyên nhé. Được 3 con gấu xám. Giá chốt 49k thôi. Nha. Gấu xám 49 chốt nhanh tay cho nguyên được 3 con gấu xám. Xám vậy xóa hiền lành. Còn 2 gấu xám. Chị nào lấy gấu xám lên gấu xám. 49k thôi nha em. 49k thôi chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy gấu xám. Và gấu hồng hết mã gấu. Xám và hồng thôi. Xám cho Bùi Thị Yến.
Rồi cho hồng dùng nguyên nhé. Thì nào lấy hồng comment hồng cho là được. Xám cho chị Ái Trần. Hết hàng xá, hết xám nhé. Rồi lấy mã gấu hồng cho Nguyên là ok. Gấu hồng nhé. Đồ bé thì dạ mình để qua cái live sau rồi. Em lên một lượt mà đồ bé luôn cho dễ. Hồng cho Bùi Thị Yến. Có ba con màu hồng. Bùi Thị Yến để đâu đây? Hồng cho Bùi Thị Yến. Rồi ok, còn hai cái hồng. Thì từ Nguyễn cái còn một cái nên là hết. Còn một cái hết. Rồi, mã chim. Tim nâu nhá. Còn bộ cái này chữ theo hết. Trong mã tim nâu trong là được nhá. 49 càng con. Phone của nó là phone lửng lửng nha này chị em mình nè. Cái này mà để mang đẹp nhá chị em, tầm 55 độ về là mang ok nhá. Tầm 55 độ về là chị em chốt ok nhá. Nè. 49k, em không lên đồ bé đâu chị ơi. Em nói từ đầu là không like đồ bé nha. Gấu hồng cho chị Nguyễn Như. Con này mang đẹp nhất là dưới 55 thôi chị em, mà nó mang ôm ấy. Em nói body rip là bao giờ mang cũng ôm hết á. Nha, chị nào to, chị nào nhỏ gì mang ôm hết. Đẹp nhất là 55. Nha, chị nào mang ôm body được chị em mà đã chốt được không? Em ơi về chị ơi, bụng chị nó to lắm chị mang không được. Nha, là em không xử lý nữa nhá. Em nói trước, trong em có hai con màu nâu thôi. Tim nâu. Nha, tim nâu cho Bùi Thị. Tim xanh này có hai con. Nào cho chị Nga to. Số Nga à, Nga to đi, dưới Nga to đi cho khỏi dễ tìm. Trong nguyên con này tim xanh có hai con. Tim xanh này có hai con thôi. Nha, nói rồi đấy nha. Cái này là mang body đó. Nè, đẹp chưa. Body, body, body nhá. Hai con màu xanh. Chốt lên mã xanh. Body này, body bằng công ty. Xanh. Cái này để ăn kiểu muốn mà răng gãi cái rồi. Đó. Làm hư của hắn đó nghe. Để ăn kẹo mút, bỏ kẹo mút vô trong đó. Cho Bùi Thị Yến còn một cái màu xanh nữa. Chị nào lấy xanh lên xanh. Lên xanh cho Nguyên nhá. Đen này có đúng một con thôi. Lên mã tim đen đúng một con. Để lên mã quần trẻ mình biết. Trong mã tim đen cho Nguyên là được nhá. Màu đen cứ dơ lên là cứ bị chó. Toàn bộ này là theo hết. Trong mã này mã tim đen hàng giản vô tư nha trẻ mình ơi. Thấy chưa à? Nhưng mà máy ký mang cũng ôm body hết. Đen, đen con cái. Xanh cho chị Thu Trang Ngô. Rồi xám được vài con. Giá đi 49.000 đang đi 49.000 thôi chị ơi. Rẻ hay. Rẻ quá luôn. Tim hết rồi. Tim hết rồi. Này, màu nào cũng đẹp. Đây Quân kéo dạ mình xem. Nói chung là bao nhiêu ký mang cũng ôm body hết á. Bao nhiêu ký mang cũng ôm body như chị em mình ơi. Trong nguyên con này xám trong nguyên là được. Lên mã tim xám và vàng mang của này con hơi lửng lửng như này. Lên mã tim màu xám trong là được. Có mấy con màu xám và mấy con màu hồng lấy hết mã này. Vài xám và vài hồng nữa là hết nhé. Ai lấy mã này lên mã tim kèm màu, màu xám và màu hồng chốt nha chị em mình ơi. Tim xám và tim hồng. Có cái mã màu đen đen gì đẹp đẹp này em. Đó, mà nút nữa. Có mấy con ấy. Rồi nhá, tim hồng nữa. Chị nào lấy tim hồng comment tim hồng trong nguyên là được nha chị em mình ơi. Tim hồng, tim hồng, tim hồng. Em lấy cái mã này cưng cho nè. Tim hồng cho chị Phạm Thu Hà. Cam còn không? Cam hết rồi đúng không? Còn con sợ không? Không. Xám cho Bùi Thị. Bùi Thị. Cần chưa? Đây mà nút trắng, cái này có 1 cái à. Nút trắng, nút đen còn được 2 cái thôi. Tim xám, chị Hiền Hòa lên thông tin cho em với. Lên cả địa chỉ, cả số điện thoại luôn trên live giùm em với nè. Nha chị ơi, khách có đơn kèm cả địa chỉ, cả số điện thoại hẳn trên live kênh cho em nha. Hầm cho chị Nguyễn Thị Hòa luôn. Trắng này cho Bùi Thị. Rồi còn màu đen. Comment lên mã nút đen cho Nguyên là được nhá. 49k nút đen thôi. Nút đen chị Ngô Thị Chanh. Ngô Thị Chanh, cái này Bùi Thị đen cho Ngô Thị Chanh. Rồi màu này màu lạ, đẹp. Ôi chị Xuân Thu ơi, ao ra vô lại thử chị ơi. Ao ra vô lại thử nhá, cái này phong lửng. 49.000 luôn. Đẹp chưa? Là phong lửng nha. Cái này là mang phông lửng như này dễ mình ơi. 49k thôi. Nha, chốt lên luôn dùng con này. 49k sau này lên chị mình mở quần đi chị em mít nhá. Nhìn hàng cho Nguyên. Rồi lên mã rêu. Đẹp nhất là 55 độ về là chị em chốt ok nhá. Nha, lên mã này là mã chéo màu rêu cho Nguyên được. Chéo màu xanh rêu cho Nguyên nhá. Cho Bùi Thị Yên cái. Cái này được 3 cái thôi. Màu xanh rêu này được 3 cái thôi. Lên mã chéo kèm màu cho Nguyên là ok. 49.000 con. Đẹp, chắc đẹp. Giá này quá đẹp luôn ấy. Cho Bùi Thị Yến con. Rồi nhá, còn được hai cái màu chéo màu xanh rêu. Chị nào lấy chéo màu xanh rêu, chốt chéo màu xanh rêu cho Nguyên là được nhá. Tim hồng cho chị Lê Tình. Ê, nhưng mà chị Lê Tình giờ đi riêng. Ê, cái chị gì á, chị Từ Hương như báo là xã đơn rồi. Chị Từ Hương thì không nói gì hết. Chị nhắn tin qua, chị nói là chị đi Sài Gòn nó nói. Chứ nhắn chân lại nó đi chứ đâu qua chị Lê Tình. Chị không nói gì hết.
tự nhiên đi Sài Gòn xã đơn của người ta luôn ấy. Kim Hồng cho chị Anna Thu nhá chị nhá. Chị Lê Tình là chị bảo lộn, chị Thương là chị báo là chị đi Sài Gòn bỏ đơn ra đấy. Chị đi là chị đi riêng đó. Reo còn không? Reo còn không em? Cho chị Như Ý Vũ. Màu nào cũng đẹp vậy mình ơi. Mấy con này lên đẹp lắm. Em lại ưa màu vàng. Con có cá màu vàng. Mang thử vậy mình có màu đen vậy mình xem. Rõ. Ngực cái to thì cũng ráng kéo xuống xíu nữa. Rồi đen cho Nguyên nhá. Cái này chéo hả? Đấy, màu vàng có một cái chứ mấy. Toàn này có một cái chứ mấy. Ngực cái nhỏ quá, to thì ráng kéo xuống xíu nữa chẳng đẹp. Xóng hở khe chẳng đẹp. Ngực nhỏ quá. Ngực nhỏ quá. Cho Nguyên mã này là mã chéo đen cho Nguyên nha chị em mình ơi. Màu đen hơi bị chó mà ngu thì lại mang màu đen. Cho Nguyên mã chéo đen là được nha chị em mình ơi. Nhờ ghê á. Đang cái máy mình đang bị chó màu đen mà tự nhiên mang màu đen như thế mà sáng chưa. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã chéo đen. Lên chéo đen, chéo xám cho Nguyên là được nhá. Giá không đi luôn chị em mình là 49.000 con thôi trong cái mã cổ thì. Trong mã cổ thì. Chấm tương tác cho Nguyên đi chị em mình ơi. Tương tác cho Nguyên nhá. Trong mã cổ nu cho Nguyên là được. Phong lửng như này nè. Phong lửng nè. Chéo xám cho chị Nga to. Xám đây. Xám đây. Trời, nghĩ làm sao mua con này 49.000. Trời ơi. Trời ơi. Huyền à, lấy cho Nguyên cái chi biết không? Cái gì Huyền này? Cái gì á? Cái quần sọc nè. Cái size đó. Lên mã cổ cho Nguyên là đi thai đi mang một đén bị chó lắm. Cổ nô cho Nguyên chứ không làm đi ngủ chị. Ôi trời. Rồi lên mã cổ nô cho Nguyên nhé. Đây luôn trẻ mình con này 49.000 thôi. Đơn giản dễ mang nhá. Ai lấy cổ nô chút cổ nô. Cổ kem màu cho Nguyên đi. Cổ nô, cổ kem, cổ đen, cổ hồng. Cổ trắng là cổ xanh. Bo rít xịn nhá. Mà đây 49.000 cái nhá chị em mình ơi. Đây chị nào lấy cổ kèm màu màu đen này. Màu nu Nguyên đang mang này. Màu kem cho Nguyên này. Màu hồng cho Nguyên này. Màu trắng này. Và màu xanh. Đây kèm màu cho Nguyên nhá. Lên mã cổ kèm màu cho Nguyên là được 49k. Chị Phùng Ngọc Hà. Láo hồng bỏ cho chị. Có cái nào 65kg đâu chị. Chị coi, chị Lê Tình, chị coi like kỹ giùm em nha. Chứ cái nào chị cũng chốt rồi xong về trả lại là không chốt đơn nữa đâu ấy. Nha, nói trước là hàng này em đọc cái số ký, cái nào cảm thấy ok là chị chốt. Chứ nãy giờ em không đọc cái nào đến 65kg đâu chị. Đây, cái con tim này em làm gì em chốt đến 65kg. Giờ chốt 65kg rồi về không vừa lại trả lại nữa mất công. Đúng không?
con này nãy giờ không hề like đến 65 kg, không có cái nào like 65 kg trơn á. Nên là chị cảm thấy mang ôm body được là chị chốt thôi. Trong mã cổ kèm màu cho Nguyên á, giá đi chị em mình là 49k nha. Coi like coi kỹ kỹ giùm em nha. Ui, suốt lại chốt giữa trời nó sao đuối không á. Để cái nó thấy ở phong to nó bỏ ra bán tặng đi cho Nguyên con này nhá. Cổ kèm màu cho Nguyên, giá đi chị em mình 49k con nhá. Xanh, đen, màu kem, màu hồng, màu trắng và màu nu đang mang 49.000. Ai chưa có chút nhanh tay cho Nguyên nhé. 49k con. Sao tương tác kém thế này ta? Lên chậm ghê luôn á. Rồi tiếp cái mã này cho dạ mình. Đang bỏ vô con màu đó hiện. Con có màu này à. Có cái cách chốt đơn nhiều lắm. Cách chốt đơn nhiều lắm. Cho Nguyên con đó đi. Tặng 49.000. Còn lẻ lẻ tặng 49.000. Bỏ của chị nó ra đi. Chị chốt hàng cho chuẩn đó nha. Đợt trước là hôm bữa là toàn lanh cũng như thế. Em đọc 65 kg mà chị đi chốt xây 1. Không phải. Ừ, lại bỏ lên mắt. Cổ trắng cho chị Anna Thu. Không phải. Thằng này 63. Thằng LA mà. Thằng này 63.000. Cổ này để 60 kg cũng được chị ạ. Nói chung là em nó body nó giãn nhiều. Giãn vô tư, giãn thoải mái. Con này em bán tặng luôn chị mình à. Con này chắc có tông tàu phun to nhé. Con này chắc có tông tàu phun to nè. Phải em nói là mềm nhũn luôn. Phải nó mềm nhũn luôn ấy chị em mình. Con này em đi giảm 45.000 luôn. Nha, lên mã LV vàng 45 cho Nguyên là được. Đa số trưa này là đại tiệc áo luôn. 45k chút lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị cái lanh đằng sau của chị là lanh kia đó chị Nguyệt. Nè, bên tay này nè, bên tay này nè. Đó, con lanh gì bỏ xuống cho em luôn đi. Ừ, chữ ít đèn lẻ cho Nguyên con này nhá. Đi trẻ mình con này 45.000, có tông tàu phôm này trẻ mới 60 vẫn mang ok. Riêng con này 60 ok nhá. Chị nào lấy LV lên LV sale luôn, trẻ mình con này 45.000, chắc có tông tàu bao mịn luôn nhá. Cho chị nào lấy mã này lên mã vàng 45, comment mã vàng 45 cho Nguyên được. Vàng 45, cái này em còn vàng và một con một cam 45.000. Phôm này trẻ em lấy 60-62 vô tư nha. Con này lên mã cam 45 cho Nguyên là ok. Rồi chị Quỳnh Như. Cam 45 nó nhé, chị nào lấy cam 45. Để bỏ cái nó vô trong kia thì. Rồi để bỏ vô trong kia. Cam 60-62 vô tư 45.000. Đấy, chị nào lấy cam chút cam, chị nào lấy vàng comment vàng cho Nguyên là được cái gì ta. Phải à. Còn được mấy cái váy lanh bán tặng luôn. Đang còn theo dõi like càng gần 100 chị co like á, thả tim cắm tương tác cho em nhé. Để lên tiếp như vậy mà nè. Em còn một cái teo lụa kiểu nè. Size này dành cho chị em mình 55 độ về. Size 55 độ về. Comment mã lụa kiểu 55 độ về. Con này em tặng 39k luôn. Hàng này em đang sale 69.000. Đi luôn trẻ mình con này nó 39.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã lụa 39 cho Nguyên là được. Lụa 39 cho Nguyên là ok. Còn mấy cái váy lanh size 50 này. Toàn bộ là size 50, có cả hai dây, có cả bản to. Chị Quỳnh Như có vàng rồi chị. Ủa? Có hai cái đầm thôi. Ba cái đầm. Bốn cái đầm. Được bốn cái váy lanh. Ai mặc còn. Cái này em được bốn cái váy lanh nhé chị, mình màu nào cũng được nhé. Size 52 đổi vì chị em chút đẹp. Tặng 29.000 luôn. Tặng 29.000 một con váy lanh luôn. Giá này giá bán tặng như vậy mà nói 29.000 một cái váy lanh. Có cả bản to, bản nhỏ, size 50. 50 đổ về là đẹp nha. Cam cho chị Quỳnh Như. Nha. 50 đổ về là mang đẹp nhất. Cái này 2-3 màu ấy, còn được 2-3 màu. Sale luôn chị em mình con này tặng 29.000. Giá này chuẩn bán tặng một con váy lanh này nè. Còn size nhỏ, size 50, 50 đổ về. Mấy con này 50 hết đây. Đây có một bộ lanh dây bán tặng nó luôn. Cái này hay size nhỏ mất. Không chọn màu đi chị Tâm Mộc. Màu nào cũng được ok một chút. Tóc đại thôi. Bộ gì mà 39.000 ta. Không chọn màu đó chị Tâm Mộc ơi. Nhà em nói màu gì cũng được. Ưng bỏ ưng chốt nhá. Màu gì cũng được. Cho nguyên con này 50-52 độ về. Lên mã này mã lanh dây tặng 39.000 luôn. Lanh dây tặng 39 luôn, size 50-52.
Bán tặng con này 39.000 luôn nhá. Chị nào lấy bộ lăn 39 chút nhanh tay nha chị em mình. Bộ lăn 39. Bộ lăn 39. Váy lăn cho chị Anna Thu. Bộ lăn này sale 39k, toàn bộ là size 50. Size 50. Size 50 52, cái này còn được 2 bộ, xả 39 luôn. Váy lăn mới 29 nè em. Ừ, con này nè, cái này nè, cái này mới là bộ lăn nè. Cái này mới là bộ lăn. Bộ lăn cho chị Phụng Phan. Lên mã này là mã số 1, hai bộ này bộ size 1. Hai bộ này là bộ size 1 hết. Chị nào lấy bộ size 1, chút bộ size 1 trong em là được. Xả luôn 39.000 luôn, còn nó được hai bộ. Bộ size 50 nha chị em mình ơi. Size 50 đổ về 39.000 luôn, còn được hai bộ thôi. Nha chị nào lấy bộ lăn 39, chút bộ lăn 39, hai bộ này hai màu nha chị em mình. Góc đại 39.000. Ở dưới sau lưng Huyền còn cặp lăn, đến lăn kia Huyền có. Sau lưng Huyền kìa. Dài à? Ta đây quần dài hồi nãy gì ta? Chị gì hỏi size 2 ta? Chị gì mà khách mới á, mới mua bộ lăn xong về ok đặt thêm ấy. Chị gì Kiều. Thế còn bộ lăn size 2 này. Từ mà hỏi tên Nguyệt nhớ mình là. Cái này còn size 1 chứ không phải size 2. Size 50 đổ về, bộ lăn dài cho Nguyên á. Đang sale 59.000. Đây có bộ lăn cho chị Thúy Trần. Màu gì cũng được, thôi bán tặng nó đi. Còn được tuần này bộ bay hết cái mã này luôn. Size này dành cho chị em mình 50 52 đổ về, bộ lăn dài nhá. Màu gì cũng được, chị nào ok chốt. Size 1 thôi nha. Bộ lăn dài size 1, màu gì cũng được. Ok thì lên cho Nguyên nhá. Một bộ size 2 và bộ size 3. Màu gì cũng được, mình cảm thấy ok là chốt nha. Giá này giá bán tặng mà, em không like từng màu nữa đâu, cho nó nhanh. Con này hàng thường là em đi chị em mình 85.000 cho bộ lăn dài. Xong em sale là sale 59.000. Cái này Nguyên đang còn size dành cho chị em mình 52 đổ về, em bán tặng hết nhé. Gì á? Đi hết 45.000 luôn, chị nào lấy lăn dài số 1, size 1, xả mới đọc bao nhiêu tiền? 49.000 chứ. Xe 49.000 màu gì cũng được, chị nào ok lấy nha chị em mình ơi. 49.000. Size 3 chị Thanh Anna. Không chị ơi. Còn một bộ size 2. Một bộ size 2 và còn toàn bộ là size 1, em đi hết 49k. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Áo thun nam giờ không có cái mã nào. Chờ 2 3 hôm nữa 5 7 hết rồi chị ơi. Rồi nhá, size 1 cho Nguyên, còn bộ là còn size 1 nha. Đi chị em 49k hết, màu gì cũng được, chị nào ok lên. Nha, màu gì cũng được, chị nào ok lên. Chốt luôn mã lăn size 1. 49k một bộ, chị nào lấy lăn size 1. Soạn cái quần cho Nguyên kìa. Lăn size 1 cho chị Diễm Nguyễn. Còn quần vui chưa? Thấy cái con quần nam đi bỏ ra bán sẵn cho hàng em đi. Cái con quần nam, quần này là quần poly hay da. Lăn dài 2 bộ cho chị Tâm Mộc. Mỗi size 1 thôi chị ơi, còn mỗi size 1. Chị nó ok đây. Còn mỗi size 1 thôi. Hết size 2 rồi chị. Quần này quần 2 da nam. Quần 2 da nam nhá, đẹp lắm luôn nè. Chị mình nhìn cái bộ khóa kéo của nó nè. Quần 2 da nam cái này được 2 cái, hàng xịn nhá. Con này dòng hàng xúc. Từ đường kia mũi chỉ em nói là mai xịn sò luôn. Cái này được 2 con. Size này dành cho những anh nam nào 60-62 đổ về. Hai con quần nam dạng quần 2 da. Chị em mình nhìn cái bộ túi của nó này. Không chọn màu đâu chị. Không có size 3 giờ hết size 3 rồi. Hết sạch size 3 rồi. Cho nguyên con này bán tặng luôn chị em mình con này là 55.000. Được 2 cái màu này. Nha 55.000 quần lên nam cho chị Nguyễn Hề. Cô đang size 1 hết đấy nghe em. Khách chốt size 1 để chốt nha. Hai cái quần nam size 62 đổ về chị em chốt ok. Em hay chạy cái dòng nam hàng là cái hàng xúc này nè. Vừa đẹp, giá này quá là ok, còn được 2 con và size 62 cho size XL. Bộ kéo cũng là bộ kéo xịn. Đi chị em mình con này 59.000. Cái gì xanh xanh này? Quần à? Chị Thu Hà không có lăn nha, lăn đi cầu size 1 hết. Quần nam 59.000, chị nào lấy quần nam 59 chút nhanh tay cho Nguyên là được chứ chị em mình. Còn bộ cái này là size 62 đổ về hết.
và màu phối. Hồi nãy đọc 55 hay 59? 55 cái cho chị làm chục cái. Đây làm chục cái. Đẹp lắm luôn. Rồi nam màu trắng luôn, hàng đá XL size 62. Size 62 toàn bộ đá này đắt theo như chị em nữa. Sale luôn chị em mình 55.000. Sale 55.000 nhé, vải này bao đẹp luôn chị em mình luôn nha. Quần nam nhé chị nào em mình nhá. Trong nguyên con này. Quần nam màu trắng. Trắng phối. Sale luôn chị em mình con này 55.000. Không lẽ còn từng này chị, không lẽ ao ra phát lại ta. Thế. Không còn chị ơi, hết sạch rồi. Không lẽ từng này chị mà ao ra phát lại hay sao, không thấy tương tác luôn á. Không có gì thấy tương tác luôn á, để biết mà lên chứ. Ao ra vô lại. Cái viền trắng nó cũng đẹp. Viền trắng nó cũng đẹp chứ. Cái này còn cái size 57. Hàng trang 200 mấy nghìn. 230 nghìn. 230 nghìn. Cái này em sale chị em 69 nghìn. Bộ lụa cho Nguyên nhá. Size 57. Xã 69. À cái này hàng 190. Cái này hàng sale 190. Sale nó chị em này 69 nghìn. Size 57 nhá. Size 57. Xã 69. Chốt mã 69 cho Nguyên là được. Comment lên mã 69 cho Nguyên là ok nè chị em. Này 69 nha. Lên mã 69 cho Nguyên là được. Cái này size 3 nè. Size 3 hồi nãy có chị nào size 3 nữa không? Size 3 còn bộ này. Còn một bộ C3. Size này là size đến 60. 50. 49 cao luôn. Bộ 69 nha. Bộ 69 thì mới. Bộ 69 cho chị Phan Chiếm. Bộ lụa nó hình như còn bộ lụa tím nó hình như còn mấy bộ. Rút cho em mấy bộ chị. Coi còn sai 3-4 bộ cho nó kìa. Tặng váy ngủ nhá, 29.000. Size là size 50. Tặng váy lụa ngủ. Bộ lan size 3 chị Lan Phan. Không, em size 49.000 chứ mấy. Em size 49 cho chị Lan Phan ơi. À, hay là chị nói bộ lụa. Bộ lụa hay bộ lan lên rõ cho em này. Con này tặng 29.000 váy lụa ngủ nhá. Giá này giá chọn bán tặng luôn. Chọn bán tặng nha. Bộ 69 này luôn cho chị Phan Chiến này. Phan Chiến luôn nè em, 69.000. 69.000. Còn nguyên còn size 52 đổ về. 52 đổ về cho cái mã lụa tím này nè. Bộ lụa hàng tra 52 với lại 60 được 2 size. Nha, màu tím này hiện tại còn 2 size, size 50 kg và size 60 đổ về. Còn được 2 size và xả 69. Giá này chuẩn giá xả nha dạ mọi người. Giá này chuẩn giá bán xả nhá. Hết hàng rồi. Bán tặng luôn cho nó gọn nha. Đó, ai lấy cái này lên luôn dùng mã tím kèm cho nguyên cái size. Thế. Cái chị gì trước chị Phan Chiến nữa. Chị Liên Lê, Lê Liên. Lê Liên. 52 gì Phụng Pha. 52 gì Phụng Pha. Rồi nha, ai lấy bộ lụa hàng này 190 này chị em mình ơi. 190 với 225 không. Bộ lan size 3, chị Lan Pha hồi nãy là bộ lan size 3 lụa này. Bộ lan size 3 bộ hồng, bộ hồng, bộ hồng. Bộ hồng size 3. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã tím. Comment mã tím kèm size, xả luôn. 69.000, chị nào lấy tím comment tím trong nguyên cái mã quần quần kaki. Quần sót kaki quá. Tím này cho chị Hoàng lên luôn. 69.000 chị Hoàng lên. Rồi con này lên trong nguyên này. Tím tắt kém quá à. Hàng nhiều hàng đẹp quá mà không biết lên gì, view x là không biết lên cái gì luôn á. Cái này Nguyên đang có đài size. Quần tam ống ôm em còn màu đen. Tam ống ôm à? Không có tổ tam chị ơi. Chỉ có tổ ong thôi. Quần tổ ong thôi chứ không có tam đâu chị. Tổ ong mới có ống ôm. Cái này đài size chị em mình từ 40 độ lên 60 độ về. 40 độ lên 60 độ về là con này mang ok luôn. Con này đẹp lắm luôn. Quần ngố trong Nguyên á. Quần này dàn kaki phía sau của nó bao chung. Chắc là em ao ra em vô lại như vậy mà nè. Lên ráng đây xíu nữa rồi ao ra vô lại nè. Đẹp không? Tại vì mang hai quần nên bị cộm chỗ này. Quần ở trong là quần nhung hai lớp nên hơi bị cộm chỗ này. Quần tổ ong em có lên trang cá nhân đấy chị kìa. Có mấy mã, hai mã, ba mã gì ở bên trang cá nhân đó. Rồi trong nguyên con nè. Đài size từ 40 độ lên 60 độ về phía sau. Bo chung nhá. Từ S hả Huyền?
Cái này từ S thế. Từ M đến mấy? 2XL. 3XL luôn. Nguyên size đang mang hai quần mà lại mang size M này chị em nhìn. Quần này dạng quần kaki á chị em mình. Ngố ngố như này, lỡ lỡ như này nhá. Vì mang cái quần ở trong, quần nhung đùi ở trong nó hơi bị cụm chỗ này. Chốt luôn dùng con này em đi chị em mình, 69k con. Giá đi con này là 69.000 nha chị em mình ơi. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Phải miên mang, cái này em chạy chạy cả quần đùi cả chân váy nhiều lắm. Đi chị em mình con này 69.000. Nha, lên mã này là mã sọt đen cho nguyên 69 kèm cho nguyên cái số kế loại được. Từ 40 độ lên 62 độ, 60 62 độ về là chốt được. Giá 69k. Ai lấy chốt nhanh ta. Thấy video trắng vậy à? Cái comment nó trắng chưa, lâu lâu thả comment. Bảo em chỉ lên hàng xã thôi. Em lên hàng xã trước nữa là em out em vô lại nhé. Line này đi mất công lắm, lên mà lên hàng ri là mất công lắm. Nhá, cho lên ít cái mới cái hàng xã này xong em out em vô lại nha. Cứ để đó hiện, cứ để đó lên. Cái này ưu tiên cho xây lời chị Thi Võ. Cái này em chỉ chốt cho khách chia sẻ thôi. Ai thấy ai tương tác hồi nãy giờ, chứ còn nhiều chị chỉ vô chị săn hàng này. Nhiều chị em để ý là chỉ lên những cái mã nào đầu like hoặc hàng bom mới chốt, còn không bao giờ thấy thả cái comment đúng không, thấy chấm luôn nha. Đấy thì những cái chị nó bớt bớt chốt lại. Cái xe to chị Khánh Linh nhỉ, xe mờ nhỏ nhất nhé. Rồi con này tặng 29.000 luôn. Áo nam, áo nam nhé. Xe mờ nhỏ nhất cái chị Đào Thị Luyện ơi, con này lên luôn dùng nguyên này. Áo nam 25.000 luôn đi, con này hàng công ty. Quần tổ ong có, quần tổ ong đang có mã sọc màu đen này, từ từ chọn xíu, từ từ chọn xíu nhé. Này, cho nguyên con này nhá, 25.000 luôn hàng công ty nha, 25.000 hàng công ty. Em chưa đọc sai, sai này dành cho những anh nam nào 57kg đổ về thôi, 57 đổ về thôi. Chị nào lấy mã này chốt nhanh tay cho nguyên nhé, con này bị dơ hả em, hay bị dơ bỏ ra hả? Con này váy này 59.000 mà đang bị dơ này, bị dơ xíu bỏ ra đấy. Đây này. À, bị dơ cái phần vai. Con này em bán tặng 29.000 luôn. Váy này 50-52 đổ về, bị dơ phần vai này chị em về giặt là được. Riêng con này giặt là ra nhá, cho nguyên con này. Xe nó luôn, trẻ mình con này luôn, 29.000 váy. Bộ tím size 1, size 2 là size nhỏ nhất chị ơi. Chị Thi Trần bộ này size 2 là size nhỏ nhất. Con này tặng 29.000 luôn. Size dành cho những trẻ mình 50-52 đổ về nhá. Đi 29.000 nó. 29.000 nó. Ôi con quần tàu này đang đi bao nhiêu tiền ta? 79.000 này. Chốt khá là lâu rồi. Chốt khá là lâu. Bỏ cho chị Phi Nguyễn. Váy 29 cho chị Phi Nguyễn. Con này size này dành cho những trẻ mà 57 đổ về là ok. Con này lên mã quần tàu cho nguyên á, hàng em đang sale 79.000. Sợ đang lấy xe C2, C2 vậy xe Nga Nguyễn. Size xe Nga Nguyễn. Rồi con này size 57 đổ về là chị em chúc đẹp cho xe L hàng tàu nhá. Lên mã quần tàu. Hàng này hàng đi nhập sỉ trên trăm, em đang sale con này 79.000. Chốt nó luôn chị em, con này 49.000. Nha, lên cho nguyên mã tàu 49 cho nguyên là được con cái. Tàu 49 xe Nia Nguyễn, tàu 49 xe L cho xe 57. Với là cái chị này thôi, mấy bữa hay lên lấy ra hả? Chị Nhung Nguyễn lên thông tin cho em đi. Rồi con này size này là size 45 đổ về. Size này 45 đổ về nhé, dặn quần led đi. Dán quần led đi, 45kg đổ về là ok. Chị Nhung Nguyễn ơi, lên cả địa chỉ trên like cho Nguyên nhé. Con này tặng 29.000 luôn. Quần led đi nhé, siêu dài. Bộ tím sao có màu đen. Không có màu đen, chị em có màu xám đậm. Màu xám đậm. Quần led đi cho Nguyên nhé, con này 29.000 quần led đi dài lắm. Dài lắm. Bộ trang luôn mã sọc. Bộ trang mã sọc, con này size 1 này vậy em này, đi 69.000 luôn nè. Hàng này hàng nguyên size 89.000. Bộ trang size 1 nhá, chị nào lấy size 1 chút, size 1 con bộ. Size 1 nhá, xả 69. Nãy giờ mãi gì cũng đặt 49.000 ta. Hết rồi chị ơi. Này chị em mình nè. Lên cho nguyên con này. Legging chị Cúc Phan, những cái mã này em nó không sale ấy. À quên lỗi, em không đổi đấy nha. Chuẩn ok chốt. Em ngại mấy chị hay đổi hàng lắm.
Bộ này size 1, size 50 đổ về cho em cho ok. Trong nguyên bộ này xả 69 chút lên mã bộ. 69 trong nguyên bộ ok. Màn bọc hình như mình còn đúng không? Ừ. Sao cái này xả à? Cái mới nè. Thì con nó không phải vậy, nó không phải. Thế thì nó không phải chị không tốt. Còn bộ in điêu hết mà. Cái này em còn ít nè. Màn bọc thực phẩm. Cái này là một túi của nó là 100 cái luôn ấy. Chị nào mà chưa chốt được cái mã này chốt luôn nè. Từ từ quần tổ ong có màu đen được không chị Liên Bùi ơi, có màu đen á. Comment lên luôn dùng mã này là màn bọc thực phẩm. Cái này mà chị em mình ăn xong á, thức ăn còn thừa ở trong trong tô nè, trong đĩa nè. Cái xong lấy cái màu này bọc lại là xong. Không cần phải bỏ hộp bỏ gì hết cho nó tốn công ra. Nha, cứ bọc lại xong bỏ tủ lạnh thôi. Cái này một túi của nó là 100 cái. Cái này em đi chị em mình một cặp này hai túi là 200 cái. 200 cái nhá. Giá đi chị em mình 35.000. Lên mã màn bọc. Comment mã màn bọc trong là được. Đây quần tổ ong thì em có màu đen này nè. Đẹp, con này thì là giờ còn mỗi màu đen thôi. Lên mã tổ ong trong nguyên đây. Một quần 40, một quần 60 ok. Đây nè, đây là chất quần tổ ong này. 79k con nhé. Quần của nó là quần ống bo, giờ còn màu này nha chị em mình ơi. Giờ còn mỗi màu này thôi. Mã này có up lên trang cá nhân chị em mình thấy rồi đúng không? Chị Tâm Hít có đơn chưa ta? Thấy hòn là cho là văn đầu kiểm tra thấy không? Đây chị em mình nhá, chị nào lấy tổ ong comment tổ ong chung là được nha. Chị có giờ giữa còn mỗi màu này, size từ 40 độ lên 62 độ về, 60 độ về có size nhá. 79.000 con tổ ong này nha. Chị nào lấy tổ ong cốt tổ ong chung là được. 79k với chị em mình nhá. Tổ ong 79k. Con này còn không ta? Quần ngố đó à, chị bảo lấy quần ngố chứ sao lại quần tổ ong. Quần ngố từ từ lấy màu đen em. Quần ngố lấy size M với lại size 3 cho chị màu đen. Size M chị cử ra đây rồi. Chị cử ra cái size M đó. Thấy rồi. Thấy rồi chị ơi. Ok, màn bọc cho chị thấy thấy trần, chị Tâm Hít nè. Tổ ong cho chị Phụng Phan. Tổ ong chị Lam Trục. À. Chị ơi, hồi nãy cái quần kia hết size nhỏ rồi. Sao đi. Con này coi còn bao nhiêu cái. Bơm bơ từ 40-60 mang ok luôn. Mối xe 3 còn không? Mối xe 3 còn. Thì cút pha 40-62 gì mang ok hết. Khoác bơm bơ cho Nguyên nhé. Còn được mấy cái màu hồng. Hàng này mình sale mấy ta? Một. Một lẻ năm nghìn. Khoác bomber nhá, gió hai lớp luôn chị em mình ơi. Đây luôn chị em mình con này hết. Con này đi 105.000. Kiểm tra cái chị này nè. Thử bên có ok chưa đây. Ok rồi mở. Thế kiểm tra thử chưa cộng kìa. Sao ơi, sao ơi. Cái sự kiện người thủy cho nên cộng chị đi ra là bỏ đi ra luôn. Sắp khoe lắm. Đây luôn nè. Cái này cũng như thế này. Đây nè. Đi vô trong Zalo á. Có cái tiền. Rồi cho nguyên con này. Em đi luôn trẻ mình con này 105.000. Comment mã bomber 105 cho nguyên là được nhá. Cho mình cái điện thoại chia sẻ lên để phát nè. Tao giờ đi ngủ hết rồi. Nó ao ra vô lại đi. Chẳng lắm là hàng đẹp như thế nè. Con hàng đẹp không mà. Chẳng quá. Qua rưỡi mà. Hey. Rồi nhá, chị nào lấy bomber lên bomber cho Nguyên nhá. Chúc bomber sale luôn trẻ mình con này 105.000. Ai lấy bomber comment bomber. Đây nè Huyền. Cái quần sọc nó có mấy cái bên đó kìa. Mày thấy không? Chưa ít rút cho Nguyên mấy cái hàng hàng lễ lễ đi. Bán tặng xíu nữa rồi đã out ra. Lại cho đủ 2 tiếng nữa. Thôi bỏ ra đi, hồi hồi ấy sao. Bỏ ra ngồi kia đi, hồi chút đơn. Đừng cái mã kia luôn, còn mà. Đó, cho ba cái bên lại bán tặng. Không phải cái mã nó không phải đâu. Lại đủ cho đủ 2 tiếng rồi đã. Mấy cái quần công sở đủ hiền kìa. Ấy quần đen, quần đen bỏ hết xuống trong đi. Ừ. Rút qua đây.
Rồi, lên bán tặng những cái mã này nữa đi. Like cho đủ 2 tiếng rồi đã out nhá. Một con quần bomber nè, áo quên lộn quần tomboy nè. Size S. Size chị em 50 đổ về. Con này là quần mì nha. Chị gì? Chị gì Trăng Lâm hay chị gì mua quần mì xong. Chị nào mà mua quần mì xong, mua lần đầu tiên hay sao á, về hỏi toàn quần mì. Tụi ông lấy size ok cho chị Phan Văn luôn tụi ông. Con này em bán tặng 69.000 luôn, size 50. Con này chắc của nó là chắc u mì nhá. 69.000, hàng này em chạy 89.000 con cái. Quần mì này bữa nay không có hàng về. Trong nguyên mã này là mã mì 69k size 50. Mì nhá, 69k size 50. Con này hàng 79k, cái này còn hàng. Cái này bỏ trong lấy giùm em chị, quần nam. Cái này còn hàng không? Bộ tầng này mấy hả? 85.000 đúng không? Size 55. Đây luôn chị em mình bộ này, 75 đi. Size 55 nhá. Chị nào lấy bộ tầng comment bộ tầng. Sao giống như giờ mình đang like mình ta? Thấy cũng 80 mấy gần trăm chị xem không lại out like. Gần trăm chị coi like không lại out ra hả? Không lại out ra vô lại. Có cần đăng xe theo dõi like không hay là chị coi like vừa ngủ rồi trời. Hay là vừa coi like vừa ngủ rồi. Còn theo dõi đấy không chị em mình ơi, tương tác cho em đi. Thiệt đó chứ. Hàng trăm chị mà mấy cái mã hàng đâu không thấy chốt kia. Con này tặng 39k luôn. Hàng 79k của Nguyên đây nè, size 52 nhá. Comment mã đùi. Xã 39, cái này hết hàng. Xã 39, không còn con nào luôn. Riêng con quần u mì mà không thấy chốt kìa. Hàng nó hàng 89k không có hàng bán á. Cho Nguyên con này size 52 đổ về, lên mã sọt cho Nguyên nhá. Đây luôn chị mình con này 39.000. Sọt 39 đi giá của em. Giá nó còn giá xã là 39.000. Ừ. Còn một cái chân váy size nhỏ nhỏ. 39 cho chị Bùi Thị. Đúng kiểu vừa coi vừa ngủ luôn á chị. Chân ái là cái gì? 29.000 nè à? Hay là 19.000? Con này size nhỏ nhá, 48. Không, cái eo này nè. 45 đổ về. 45 cái đổ về, cái eo này nhỏ nè. Đi 39.000 luôn. Con này đẹp lắm nhưng còn cái xe nhỏ. Không sợ mì chắc không chị ơi. Rồi cho Nguyên con này nhá, 39.000 chân váy cho Nguyên là được. Nhỏ nhá, cái này 45 đổ về thôi. Comment mã chân váy mì. Lên mã chân váy mì cho Nguyên là được. Cái này size 52. Size 52 cho chị Nguyễn Kiều. Tàu nha. Size M, size 50, 52, chị nào mà nhỏ con thì rút cái này được. Mì xịn luôn. Chút mã 40 cho Nguyên là ok. Trong lên mã này là mã 40 nhé. Con lấy chơi Nguyễn Thìa đi 39. Con này lên mã 40 cho Nguyên nè. Hàng này chuẩn hàng tàu xịn. Tại vì em thấy gần cả trăm like mà không lẽ đi out ra vô lại thì nó cực kỳ. Mà thấy đứng thấy cũng buồn. Toàn hàng đẹp không dám lên á. Thiệt luôn á, hàng đẹp không à. Hàng xịn, hàng đẹp, hàng rẻ không. Đây còn một con nữa nè. Xã 40. Con xã 40 size M. Size trẻ và 52 đổ về, quần mì xịn cho Nguyên nha. Chuẩn mì tàu á trẻ và nhìn cặp lưng trẻ mình biết. Đây còn một con, hàng này hàng thường là MC trẻ và 5969 gì. Cho Nguyên con này lên mã đùi toàn bộ theo. Cho Nguyên 40k luôn, còn một con 40. Chị nào lấy mã 40 chút. 40 cho chị Minh Ngọc. Còn một con 40 nhé, chị nào lấy mã 40 chút. Hai con này size 55. Hai con này size 55. Nha, chốt mã 55kg đi chị em 40k hết luôn. Comment mã 55 cho Nguyên là ok nhá. Gió hàng nguyên ri mà em thấy view ít quá chưa. Chưa lên quần chưa lên áo gió cái xong. Không, em không lên khoác đâu chị ơi. Đùi 40 cho chị Trần Thúy. Không lên khoác bé vì khoác bé em đang chốt hàng. Bà này bà đang chốt khoác gió và vừa chốt đơn rồi. Đấy. Cái nào cho nó xong hết. Cho Nguyên con này size 55 đổ về. Cho Nguyên mã L. Comment mã L 40. L 40 nhá. Con này đi chị em. À ui. Con này sướng nè. Chắc có tông tàu chéo nhá chị em mình ơi. Nè. Nhưng mà size nhỏ. Con này em đi chị em 59k luôn. Hàng này toàn bộ mỗi khi là đi hàng đi nhập sĩ trên trăm. Không chị, nhà em khi nào mà chốt xong hết trả nợ hết khách rồi mới like. Tại vì cái đó em nói thiệt là toàn nợ không, mà bữa nay về đợt này còn không có hàng á chị. Đã không có hàng tại vì thiếu vải, không có vải. Không có vải người ta không may ra được.
cho nguyên con này nhá, lên mã chữ B cho nguyên này. Chữ B da cá tàu, địa chỉ em 59K CS. 59K CS. Lời cho chị Liên Lê luôn. Lê Liên. Con này size S thôi nhá, size 50-52 da cá tàu. Còn bộ đi nhập cái này là ly sĩ trên trăm. Đi luôn chị em 59K. Chị Minh Ngọc. Cho chị Lê Liên luôn. Con này 59K đi em. 59K chữ B. Cái gì con này mì xịn nhưng mà mì mì lê hay là mì mì lê 100 mấy à? 105.000 size 2 này chị em mình ơi. Size 57-58. 59K chữ B cho chị Phụng Pha. Con này đẹp lắm, size này 57-58 độ về nha chị em mình ơi. Này chị em mình mang lên là miên mang chân dài luôn. Mà được cái là vải nó coi giãn sướng. Cái này chị em 89K nó. Chị nào mua con này về ơn size 2X nhá. 57-58 độ về trong mã loa size 2XL nha. Đây, 89.000 chốt lên chung là được. Comment mã loa 89, hàng này Nguyên đang sale chị em mình là 105. Còn một bộ công ty này chị em mình ơi. Một bộ công ty size gì đây? Loa cho chị Villa. Size M, size 52 độ về. Bộ công ty nhá, con này dòng đuổi á, dòng đuổi lụa ấy chị em. 199.000 size M. Đấy. 89.000. Chị quý vị à, 2 tiếng đồng hồ rồi. Lấy 2 tiếng đồng hồ rồi. Cái này size M nhá. Cái này là size M. Size này 55 thậm chí 57 cũng được. Cho nguyên con này bán thẳng luôn chị em bộ này luôn. 59.000 luôn. Bộ hàng công ty 199 đấy chị em mình ơi. Xã 59 này sắp được bộ à. Cho nguyên con này. 59K bộ công ty luôn. Chị nói lấy bộ công ty, comment mã bộ công ty cho nguyên là được. 59K size M. Một con quần mango trắng. Vải mango này nhận hàng lại sướng vậy mà rủ lắm. Size 52 luôn. Trong mã mango trắng xả 49 luôn. Quần mango màu trắng nhá, quần giác sung như vậy mà nói. Nha, xả luôn 49K. Hàng này giờ mà đặt mai cho khách sĩ không 115.000. Ừ, chốt lên luôn dùng nguyên con này nhé. Chị Nguyễn Kim Dung, cái đơn cũ của chị đi rồi nha chị. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này size S. Size S 48 độ về, 50 độ về. Thật trùng lai. 48-50 con này đưa chị em 40K. Nha, chị nào lấy mã 40, chút mã 40 cho nguyên. Lên mã 40 cho nguyên nhé. Cái này còn hai cái size S luôn. Quần dáng boy này còn hai cái size S. Size M hồi nãy là cái gì ta? 59K size M ở quần màu trắng cho chị Chi Hoàng. Thấy không? 59M ở bộ công ty và cặp to ghê. Bộ công ty á, size M. Bỏ cái điệp cười nó đi nha. Ghét nghe, ghét ghê, nghe điệp cười ghét dễ sợ luôn. Chị Chi Hoàng ơi, chị lấy bộ công ty bộ size M. Bộ đấy, bộ ấy. Con này quần ngố size 50 nè. 50 con này đẹp lắm, mì hàng luôn, xả 49 luôn. Hàng này hàng 79K đúng không chị em mình ơi. Quần mì ngố nhá, xả. Đây rồi chị ơi. Cho nguyên con này, quần nghe này, nhìn cái màn hình này. Sáng, tối. Ok chị, cho nguyên con này 49.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Ok chị, 49.000 luôn. Chắc bạn ngố em đang sale 79.000 đó. Đây, bán tặng luôn chị em mình là đang sale 79.000 chứ. Xả 49.000 luôn. Ngố. Chị, tâm huyết này khách có đơn rồi không gì? Dài luôn. 69.000 luôn. Không chị ở hết rồi. Cái này nguyên còn lẻ tại ông xã này đang view ít này là nguyên xã thôi. Cho nguyên con này cho nó gọn thôi. Cho con này size S. Nha chị nào lấy S lên S cho nguyên là được. Comment mà S cho nguyên là ok. Không quần ngố em á. Cho mấy cái quần cọc quần nam. Quần nam trước này. S là size tầm 50 cái đổ về. Nhưng nguyên 52 cái vẫn mang size S được. Con này còn mấy cái em bán tặng luôn đi, size bự. 4 bộ. Size bự, cái này là chị em mình tầm 60-62 mang được luôn. Cái set này bự nhá, cái nào mà chị nào càng mất mang càng đẹp.
cái phần này mà mất cái trang mang đẹp lắm, set trắng này luôn, tán tặng nót luôn. Hàng này em đi 89.000 set trắng, quần S hồi nãy cho chị khoa võ, áo dài tay có body đó chị, nhưng mà view ít quá ăn thôi, để đợi like tối chị ơi, view ít đang ít quá đợi like tối cho nguyên con này. Size đến 60 mang ok luôn, cái này to nha, em nói trước nha, cái này là dạng mang baby doll, mang to ấy. Set trắng tặng luôn 29.000 luôn. Hàng này 89.000 đấy, em không nói điều đâu, có máy set là 3-4 set vậy, bỏ lên bán tặng còn mỗi màu trắng, tặng 29.000 nguyên một set này luôn, dòng đuổi tơ như thế này nè nha. Chị nào lấy trắng 29, chút trắng 29 có được 4 set 29.000, cái này dành cho chị nào to con thôi. Đằng hai làm người ta mất cái thế. Chị bỏ cái điều cười nó đi, ngán nhọc tai ghê luôn ấy. Này bà đi, trắng 29 cho chị Nguyễn Ngân, hai set chị Minh Ngọc, không có vừa, to lắm. Chốt kìa, ngồi đó ăn cười. Nguyễn Ngân đáng hơn bao nhiêu set? Nguyễn Ngân cho chị Minh Ngọc hai set. Rồi cốc phan hết, cốc phan CS, quần CS nào nãy hết luôn rồi chị, khách chốt rồi. À, quần nó hồi nãy cũng hết rồi, hết sạch xanh rồi. Cái gì đây? Hết rồi. Rồi tiếp luôn dụng nè. Không vừa, em nó sẽ to mà. Cái này 52 đổ về. Xả vô Zalo không xả? Thấy Zalo á, thấy tiền không? Trắng em hết rồi. Xả vô Zalo đây, đây nè. Tiền trên Zalo á. Rồi cho nguyên con này. Không vừa á chị ơi. Có cái này cưng ấy. Ui. Cưng chưa nè. Tao nha, xịn lắm luôn, con này xịn lắm luôn, áo kiểu. Con cái à. Size này tầm 50 52 độ về. Con này em đi 49 cao luôn. Xịn lắm, con này xịn lắm nè. Cho nguyên con này trắng kiểu 49k còn được một cái này nhúng nhúng dưới nè. Đó, 50-52 độ về, trong mã kiểu trắng, sale 49. Kiểu trắng và sale 49.000, chị nào lấy kiểu trắng, sale 49 chút luôn dùng Nguyên nhá. Tại tàu xịn ấy, 49 càng con. Ai lấy kiểu trắng, chốt kiểu trắng cho Nguyên. Rồi, lên luôn dùng con này, size chị em 52 độ về, công sở. Trắng gì lên liền. Công sở size 52 độ về. Thế là chị ơi, có thứ con cái à. Đừng có chặn bóp hết xuống là không có tác dụng gì hết á. Họ để trong phòng máy nó đỡ va chạm mà, đỡ mà mình đi bóp này thôi. Size 52 độ về. Con này đi mã 60 luôn. Size L nhá. Hàng này ăn đi đang đi 85 nè. Tính ồn ghê á, trong ngồi tí. Cho nguyên con này 60.000, con này hàng em đang đi 85.000. 85.000. Cái chi cũng nhẹ nhàng, chi rất là to. Như vậy không có mặt. Con này là quần loe nhé, nhưng mà cái này tầm 45 độ về thôi dạ mình. Quần loe. Công sở đấy, con nó hồi nãy là quần công sở đấy chị, xả 60. Hàng này em đang đi 85.000. Xả 60. Ông bo, không phải ông bo mà dặn bách ghi, không phải bo đâu, bo là khác nhá, ống nhỏ tôi chứ không phải là ống bo. Cho nguyên con này loe nhé, size này 45 đổ về, dạ mình nghe rõ cái số ký mà chốt dùng nguyên nhé. Tl nhưng mà phone nó không có to, em đọc rõ là 45kg con này, này nghe rõ nhá, tặng 39.000 luôn. Hàng này hàng 95, size L nhưng mà vì cái này phone nhỏ thôi em chốt đến 45.
Chị em mình nghe rõ và chốt đơn dùng nguyên nhé. Xã luôn. Màu nâu tay 39.000, loe nâu tay. Xã 39, 45 đổ về thôi. Quần công sở cho chị Lao Nguyễn nha. Con này lên luôn dùng nguyên 52kg đổ về đó chị. Nhưng mà khách chốt rồi. Nguyên đọc cái số ký hết kìa. Chị em mình cứ nghe số ký. 52kg thì 50kg mình mang được. Nguyên đọc cái số ký gọi là maximum mà mang được. Cho nguyên loe size 45 đổ về xã 39. Hàng 95 đó. Còn size 90 em đã bỏ ra bán tặng đấy. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Dạ. Có địa chỉ trên... Thì Huyền đưa dùm cái địa chỉ chị đi cho anh Thành Phát. Địa chỉ. Sao dùm cái địa chỉ chị Thủy nữa các. Đưa 101 cho anh gọi địa chỉ lên các. Cái điện thoại của anh. Le 39 cho chị Nguyễn Thuyền. Này chị em mình ơi. Hàng này còn hàng đúng không? Hàng này còn hàng. Hàng này treo lên nữa. Cái này còn mình đang còn chạy nguyên ri mà. Cái này còn chạy nguyên ri mà. Ôi riêng hãng, riêng đùi hãng này chị em mình. Xe F. Ôi đâu có thấy gì đâu. Có thấy gì đâu. Riêng đùi hãng xe F, xe 50 đổ về. Lai hết rồi chị ơi. Xe này 50 đổ về. Hàng này em đang đi 115 đúng không. Hàng này dập từ cái nào mà có nút đều dập logo hãng hết này chị em. Trong nguyên con này 89.000 con này luôn. Lên mã đùi hãng 89 trong nguyên con 1. Comment mã đùi hãng 89 cho Nguyên là ok như vậy mình. Tràn cái keng, con này xinh lắm luôn. Nhưng mà size 50 thôi. Con này đẹp cực nhưng mà size 50 cỡ tặng người như Nguyên là chị em mình chốt ok này. Kaki nha chị em mình ơi, con này chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Còn có cá xe 49.000. Con này còn một cá xe 49.000, con này chuẩn Quảng Châu luôn. Hàng này thường có ấy là em sale cũng sale là 75.000, 85.000 đấy. Xe luôn 49 trăm hết. Lên mã 49 cho Nguyên được. Cái điện thoại đi ra hết ta. Để ao ra vô lại phát. Ui một con quần ao nam nè. Con này xe bé bé đây. Chỉ có này là sao. Xe này bao nhiêu ký được răng. Không có cái sao. Chắc mà không sợ cái máy ký. Uống máy ký à. Cái này bán tặng đi. Chị nào mà có ba mình mà nhỏ nhỏ con. Nhỏ xíu. Còn teo còn 4 mấy ký á. Con này nhỏ lắm. Mình cũng ngắn nữa. Cái này em tặng thôi, bán tặng thôi. Chứ không cũng không biết chính xác là cỡ tầm cỡ 4 mấy ký thôi. Phone này cũng nhỏ nhá, tầm 4 mấy ký. Lên mã quần nam thôi, cái này không đồng 4 mấy ký, cái này để chặt nữa là chị lăn lại, chị ao ra rồi chị bô lại. Nó để ao ra bô lại. Thế rồi lên luôn dùng nguyên con này. Không đồng cho chị Nguyễn Kiều. Cái này toàn quần loe. Toàn quần loe. Cái phun quần con này em nói thực sự là nó đẹp hết sải luôn. Loe loe hai nút cho chị em mình ơi. Nè. Size dưới 50. Con này em đi chị em 75k. Nhận hàng con này mà về không đẹp nữa thôi. Size 10 nhưng mà phun này không có to lắm nha chị em mình ơi. Size dưới 50. Này chị em mình nhìn cái phun quần. Mình đi may không ra cái phôm như thế này đâu. Thiệt luôn á. Tiền công may không đã hơn 100.000 rồi. Chưa tính tiền vải nhá. Mà không ra được cái phôm đẹp như này. Thằng này Nguyên đi 85-95. Xả luôn hồi nãy mới đặt xong cái chuyện. Sale mã loe này size 50 thôi. Còn toàn size 10. Còn toàn size 10. 5 con size 10. 5 con size 10. Hồi nãy em đặt bao nhiêu tiền? 7 mấy nghìn. 70.000. Phải không? Xã 70 nha, xã 70 loe này size 50 thôi, size M nha chị em mình ơi. Đó, Nguyên mang thì vừa xích xác nên là em chốt đến 50 thôi, Nguyên 52kg. Con này vừa xích xác luôn cái size này. Đó, chị nào lấy cái này lên loe. Loe 50kg chung rồi được. Nha, hàng 85-95 xã luôn 70.000. Chị nào lấy loe 70 lên loe 70. Em out ra vô lại như vậy mà em sống mấy nhiêu rồi. Out ra vô lại nhá. Nha, tắt like vô lại đi chị em mình ơi. Nha chờ một xíu nhé.